Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 164. Sau khi trò chuyện với Diệp Quân một lúc, Tông Cố cảm thấy đã hiểu rõ về thế lực đằng sau Diệp Quân. Cuối cùng y đưa ra kết luận, Diệp Quân quả thực là đời thứ hai, thế lực sau lưng khá mạnh, nhưng cũng không mạnh lắm, ít nhất không thể mạnh hơn nhà họ Quân. Dĩ nhiên y vẫn không tin hoàn toàn vào lời Diệp Quân nói, đây là thói quen làm người của y. Y luôn chỉ tin lời người khác 7 phần. Trước khi đi, Tông Cố chắp tay với Diệp Quân, chân thành nói, Diệp huynh, từ hôm nay trở đi, nhà họ Tông ta sẽ cùng hội cùng thuyền với huynh, nếu có cần gì thì cứ dặn dò. Diệp Quân cảm động nói, Tông Cố huynh, huynh cũng phải cực kỳ cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm nhất định phải liên lạc với ta, cho dù có xa đến đâu, ta cũng sẽ tới giúp. Nhìn Diệp Quân thật thà, phúc hậu. Tông Cố thầm thở dài, nói vài câu khách sáo rồi xoay người rời đi. Diệp Quân tiễn Tông Cố đến ngoài cửa, sau khi thấy Tông Cố đi rồi hắn mới xoay người về phủ, trên đường đi hắn gặp Lão Kỷ. Lão Kỷ cố ý đợi hắn ở đây. Lão Kỷ do dự một chốc, sau đó nói, Diệp công tử, mạo muội hỏi một chút, Tông Cố đó nói gì với ngươi thế? Diệp Quân nói, Tông Cố huynh không thích những gì nhà họ Quân làm nên đến nhờ vả ta. Lão Kỷ nhìn Diệp Quân, Diệp công tử tin à? Diệp Quân gật đầu, tất nhiên là tin rồi, hắn đưa bí mật của nhà họ Quân cho ta, còn có thể là giả sao? Lão Kỷ hơi tò mò, có thể có ta xem thử không? Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi hắn đưa quyển trục cho Lão Kỷ xem một lúc rồi trầm giọng nói, Diệp công tử, kế hoạch của nhà họ Quân ở đây đều là sự, nhưng đa số đều đã được nhà họ Quân thực hiện. Ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Quân cười nói, tiền bối, ta và Tông Cố vừa gặp như đã quen, vừa rồi bọn ta nói chuyện rất lâu, hắn là người rất thẳng thắn và thành thật, đáng giá để kết giao bạn bè, giống như Nam huynh vậy, ông đừng lo. Nói rồi hắn đi về phía đằng xa. Lão Kỷ lặng thinh đứng đó, thấp giọng thở dài, người trẻ tuổi thành thật. Diệp Quân đi đến trước viện của mình, hắn vừa định vào phòng tiếp tục tu luyện. Lúc này một giọng nói vang lên từ đằng sau, tiểu kiếm tu. Diệp Quân xoay người lại, người đến là Tang Mi. Tang Mi nhìn hắn, ngạc nhiên nói, wow, hôm nay ngươi ăn mặc đẹp trai quá. Diệp Quân sầm mặt, có phải cô muốn mượn tiền không? Tang Mi ngạc nhiên nói, sao ngươi biết? Diệp Quân mặt xám như cho, không có. Nói rồi hắn xoay người đi. Tang Mi vội kéo cánh tay hắn lại. Thành khẩn nói, cho ta mượn một ít nữa đi, mấy trăm vạn, sau này ta sẽ trả. Diệp Quân dừng bước, sau đó nhìn cô ta, trước đó đã cho cô mượn 200 vạn chân linh tinh, cô tiêu hết rồi à? Tang Mi gật đầu, thấp giọng nói, ừ. Diệp Quân ngạc nhiên nói, cô đã tiêu vào những gì? Tang Mi nhìn sang chỗ khác. Diệp Quân nói, đừng hòng lừa ta. Tang Mi cười, không tiêu vào gì cả, thật. Diệp Quân nhìn cô ta, không nói gì. Tang Mi biết không cho qua chuyện được bèn nói, ta đã mua lương thực. Diệp Quân ngờ vực, lương thực. Tang Mi gật đầu, ừ. Nói rồi cô ta kéo Diệp Quân ra ngoài, ta dẫn người đi xem. Diệp Quân hơi bất lực, ta còn muốn tu luyện. Tang Mi hơi tò mò, à phải rồi, dạo này ngươi tu luyện thế nào rồi? Cho ta xem thử. Diệp Quân mỉm cười. Hắn xòe bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn lắc sang bên cạnh, kiếm rung lên, sau đó thời không bên cạnh bỗng trở nên kỳ lạ. Thời không, thời gian bên trái di chuyển vô cùng chậm, còn thời không bên phải lại chuyển động rất nhanh. Thấy thế, Tang Mi khá ngạc nhiên, thời gian bị trì hoãn. Này, thời không này không phải là thời không trong tiểu tháp, mà là do ngươi mới tạo ra. Diệp Quân cười nói, đúng thế. Tang Mi nhìn Diệp Quân, tại sao ngươi không dùng thời không trong tiểu tháp? Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ta cũng có thể sử dụng thời không trong tiểu tháp, nhưng nếu như thế thì là học thuyết mang theo, không phải của ta. Thế nên mấy năm nay ta nghiên cứu thời không cô để lại trong tiểu tháp, mong rằng có thể khám phá những bí ẩn về thời không, biến nó thành của riêng mình. Nhận thức gốc. Tang Mi bỗng nói. Diệp Quân hơi khó hiểu, nhận thức gốc, là sao? Tang Mi mỉm cười nói một cách đơn giản là tiếp thu, tiêu hóa, chuyển đổi, sáng tạo. Đại khái là thế.
Diệp Quân khẽ nói, thì ra là thế. Tang Mi nói, cô của ngươi để lại thời không gian này chắc là không muốn ngươi sử dụng, nếu không với năng lực của bà ta, hoàn toàn có thể cho ngươi thời không kia để ngươi tùy ý khống chế. Nhưng bà ta đã không làm thế, rõ là bà ta vẽ một điểm trong đại đạo của cuộc đời ngươi của bạn, điểm này là mục tiêu để ngươi tiến về phía trước. Mặc dù lúc đầu điểm này có thể hơi xa chỗ của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi đi theo hướng của điểm này, ngươi sẽ không bao giờ đi sai hướng. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi, Tang Mi cô nương, cô xem thử thời không này giúp ta thế nào. Tang Mi nhìn thoáng qua thời không, cười nói, thời không của ngươi trôi qua chậm khoảng gấp đôi so với thời không bình thường, kém xa thời không của cô ngươi. Nhưng đây là của chính ngươi, điều này rất có ý nghĩa, vì thế là một chuyện rất giỏi. Được Tang Mi công nhận như thế, Diệp Quân bật cười. Tang Mi lại nói, ta nhìn thử thì thấy sức chiến đấu hiện tại của ngươi, ngươi chắc chắn là sự tồn tại vô địch dưới chủ thần, nếu gặp được chủ thần, cộng thêm đạo thời không diên trì của ngươi hẳn là có thể không phân thắng bại với đối phương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân hỏi, cộng thêm kiếm thanh huyên của ta thì sao? Tang Mi cười nói, chủ thần bình thường chắc không phải là đối thủ của ngươi, dù sao hiện tại ngươi đã học được cách mượn thời gian để áp chế. Đại đạo thế gian này vượt xa các cường giả cảnh giới chủ thần, tất nhiên với vài cường giả cảnh giới chủ thần đặc biệt, ngươi vẫn phải cẩn thận. Diệp Quân gật đầu. Tang Mi nói, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Diệp Quân gật đầu, được. Hai người đi ra ngoài, lúc sắp ra khỏi phủ, Lão Kỷ xuất hiện trước mặt họ, Lão Kỷ nói, hai vị muốn ra ngoài sao? Tang Mi gật đầu, ừ. Lão Kỷ nói, Diệp công tử, cô nương, bây giờ bên ngoài không an toàn. Tang Mi cười nói, ông lão đừng lo, thần minh sẽ bảo hộ bọn ta. Nói rồi cô ta kéo Diệp Quân chạy ra ngoài. Lão Kỷ ngơ ngác, thần minh, thế mà các ngươi cũng tin à, hai người thành thật quá. Một lúc sau, Lão Kỷ vội nói, người đâu, mau đi theo bảo vệ bọn họ. Chẳng mấy chốc trong tối đã có cường giả đi theo. Chấm. Trên đường đi, Tang Mi nói, ta phải nhắc nhở ngươi, mặc dù thực lực hiện tại của ngươi đã rất tốt, nhưng cũng đừng coi thường chủ thần. Sức mạnh tín ngưỡng mà chủ thần sở hữu không phải là thứ các thần cao cấp bên dưới có thể so sánh, nhất là những chủ thần có chức vụ chính thức, họ còn có những thần khí đặc biệt, chẳng hạn như ghế chủ thần của vị chủ thần đó, thứ đó chỉ mạnh hơn mệnh khí. Thế nên, nếu ngươi đang giao đấu với chủ thần thì tốt nhất sử dụng luôn con át chủ bài, đánh cho họ mất cảnh giác. Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi, bây giờ ta vẫn chưa mạnh lắm. Tang Mi nhìn hắn, cười nói, ở đây, với độ tuổi của ngươi thì sức chiến đấu này đã xem là nghịch thiên rồi. Diệp Quân cười gượng, nhưng kẻ thù của ta luôn không tầm thường. Tang Mi nói, thật ra đây là một chuyện tốt. Diệp Quân quay đầu sang nhìn Tang Mi, khó hiểu, chuyện tốt. Tang Mi gật đầu, ừ. Diệp Quân đầy ngờ vực, chuyện này. Tang Mi cười nói, ta từng nghiên cứu về trật tự, cũng chính là chúng sinh, thật ra trật tự là chúng sinh. Ta nghiên cứu thì phát hiện tất cả chúng sinh đều sẽ trải qua ba vùng trong cuộc đời, đó là vùng an toàn, vùng hoảng sợ, vùng đắc đạo. Vùng an toàn, nói một cách đơn giản là làm những gì ngươi quen thuộc nhất, ở đây ngươi chỉ có thể nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình, làm những việc đơn giản hàng ngày mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, bản thân ngươi cũng không yêu cầu giúp đỡ. Đa số chúng sinh sẽ luôn dừng ở mức độ này khi làm việc. Diệp Quân lặng thinh rồi nói, vùng hoảng sợ thì sao? Tang Mi lấy một quả trái cây từ trong túi ra, cắn một miếng, sau đó nói, vùng hoảng sợ là tham vọng, ngươi không chịu chấp nhận hiện trạng, muốn tiến xa hơn, mà muốn tiến xa hơn thì phải rời khỏi vùng an toàn để học được kiến thức mới. Nếu muốn học kiến thức mới thì sẽ rất đau khổ, vì những thứ ngươi muốn làm không những là làm những việc mình không giỏi mà còn có thể làm những việc mà ngươi không hiểu chút nào, kiến thức ở đây không chỉ vượt quá giới hạn của ngươi. Thứ ngươi chịu đựng cũng không phải là những gì ngươi có thể so sánh với vùng an toàn của mình. Nói đến đây, cô ta nhìn Diệp Quân, hiện tại ngươi đang ở trong vùng này, rất đau khổ, vì những gì ngươi đang chịu đựng không phải là thứ ngươi nên chịu đựng bây giờ, nhưng có thể chính ngươi cũng sẽ không nhận ra, một khi vượt qua nó, ngươi sẽ được tái sinh. Sau một thời gian nhìn lại, ngươi sẽ thấy những khó khăn và kẻ thù mà ngươi gặp phải bây giờ đều có thể cho qua bằng một nụ cười. Đây là sự trưởng thành.
Diệp Quân im lặng một chốc rồi nói, vùng đắc đạo thì sao? Tang Nghi cười nói, cách ngươi hiện tại còn rất xa. Diệp Quân cười, thời kỳ đau đớn, đúng là đau đớn thật, hơn nữa cũng dài đằng đẵng. Tang Nghi quay sang nhìn Diệp Quân, cười nói, biết tầm không? Diệp Quân khó hiểu, tầm. Tang Nghi gật đầu, 7 đến 15 ngày sau khi tầm tạo thành kén, chúng sẽ bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi kén, một số con tầm sẽ hít thở không khí trong lành trong quá trình vùng vẫy, sẽ nỗ lực để vượt qua xiềng xích của kén và thoát xác, còn một số con tầm muốn thoát tám ra mấy lần mà không phá được kén, nên chúng tưởng rằng kén là cả thế giới, cuối cùng bằng lòng ở trong đó cho đến khi không khí trong kén cạn kiệt, chúng bị chết ngạt. Nói đến đây, cô ta nhẹ giọng nói, nếu những con tầm này có thể nhận ra bên ngoài cái kén có một thế giới rộng lớn hơn, cố gắng hướng ra ngoài thì có thể được tái sinh. Cũng giống như những con tầm này, nhiều khi chúng ta tưởng chừng như rơi vào một tình thế khó khăn nào đó, thật ra chỉ là bị mắc kẹt trong cái kén nhận thức của chính mình. Cũng giống như ngươi, hiện tại ngươi đang ở trong vùng đau khổ, ngươi nghĩ mình đã phải chịu đựng sự bất công, nhưng nhìn từ một góc độ khác, chẳng phải ngươi đang ở trong quá trình phá kén đó sao? Diệp Quân suy tư. Tang Nghi nói tiếp, thật ra, cuộc đời con người đều là thoát khỏi cái kén, giống như việc chào đời vậy. Cũng giống như tiểu kiếm tu ngươi, thật ra sự ra đời của ngươi đã trải qua một quá trình phá kén rất tàn khốc, phải biết rằng ngươi có thể được sinh ra tức là ngươi đã đánh bại hàng tỷ con khác. Nói đến đây cô ta bỗng che mặt mình, ôi trời, ta đổi trụy quá. Diệp Quân. Sau khi nói ra những lời gay gắt, Tang Nghi mới nhận ra mình hơi đổi trụy. Thế nên không nói nữa. Diệp Quân còn đang suy tư. Những lời Tang Nghi nói khiến hắn nhận ra rất nhiều vấn đề, như cô ta đã nói, con người chắc chắn cảm thấy thoải mái nhất trong vùng an toàn của mình, không cần phải cầu tiến, học tập hay cố gắng, sống được ngày nào hay ngày đấy. Bây giờ hắn có thể làm được. Chỉ cần quay về vũ trụ quan huyên, lấy kiếm khí của cô ra để ở vũ trụ quan huyên, ai có thể làm gì được hắn. Diệp Quân hắn là vô địch ở vũ trụ quan huyên. Cũng không cần sợ bị cá lớn nuốt cá bé, cũng không cần sợ bị đánh hội đồng. Chắc chắn là vô cùng thoải mái. Nhưng, hắn có thể trưởng thành không? Chắc chắn là không thể, mặc dù kẻ thù bên ngoài mạnh hơn nhưng cũng đầy cơ hội và thách thức với hắn, một khi hắn chống đỡ được thì sẽ là một sự trưởng thành với hắn. Nếu bản thân đã chọn ra ngoài khám phá, vậy thì nên làm được gì đó. Không thể để bản thân chịu khổ, khó chịu xong rồi mà chẳng đạt được thành tựu gì. Phải nói rằng hắn hơi nhớ chủ nhân bút đại đạo. Không có chủ nhân bút đại đạo, không có kẻ thù đối địch đúng là nhàm chán. Nghĩ đến đây, Diệp Quân bật cười, quay đầu nhìn sang Tang Nghi bên cạnh, Tang Nghi đã khôi phục bình thường. Hắn cười nói, Tang Nghi cô nương, ta nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, cô đang nằm trong quan tài. Tại sao thế? Nụ cười của Tang Nghi biến mất. Cô ta thở dài, ta bị ốm. Diệp Quân hơi ngờ vực, ốm rồi. Tang Nghi gật đầu, sơ suất nên bị ốm. Diệp Quân trầm giọng nói, có nặng không? Tang Nghi khẽ lắc đầu, cảm xúc tụt dốc, ta không quan tâm có nghiêm trọng hay không, điều ta quan tâm là vì chuyện này của ta mà ta đã có việc không vui với một tỷ muội có quan hệ rất tốt. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, cô ta rất mạnh, kiểu toàn năng. Sau này gặp được bà ấy, ta nói bà ấy giúp cô. Tang Nghi quay đầu nhìn Diệp Quân, nở nụ cười, cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ngay cả cô của ngươi cũng không thể chữa khỏi bệnh của ta. Diệp Quân nhíu mày. Tang Nghi cười nói, không nói chuyện này nữa, đi thôi, ta dẫn ngươi đến một nơi. Hai người bước nhanh đi. Diệp Quân lại nói, chúng ta sẽ là kẻ thù à? Tang Nghi quay sang nhìn hắn, cười nói, ta nghĩ hẳn là không. Diệp Quân hỏi, tại sao? Tang Nghi nghiêm túc nói, thế giới này không hẳn là không đen thì trắng, hẳn nên có nhiều khả năng hơn, càng nhiều tiếng nói khác nhau. Diệp Quân suy ngẫm. Tang Nghi cười nói, ngươi muốn trở thành kẻ thù với ta sao? Diệp Quân lắc đầu, ta muốn trở thành bạn với cô. Tang Nghi vỗ vai Diệp Quân, cười nói, tiểu kiếm tu. Bây giờ chẳng phải chúng ta đã là thế rồi sao? Diệp Quân bật cười. Tang Nghi lại nói, nếu đã là bạn thì nợ tiền của ngươi có thể miễn không trả nhỉ? Nụ cười Diệp Quân cứng đờ, vội nói, một ngựa là một ngựa.
Tang Mi liếc hắn, nhỏ nhen. Diệp Quân vội chuyển đề tài, chúng ta sắp đến chưa? Tang Mi nói, sắp đến rồi. Một lúc sau, Diệp Quân nhìn quanh, hắn thấy lúc này họ đã đi xa trung tâm rồi, nơi này rất xa xôi, ở một góc hẻo lánh của thành, cách trước mặt hắn không xa là những tòa nhà khác hẳn với các tòa nhà trong thành, tất cả đều là những ngôi nhà bằng đá đổ nát, xung quanh tỏa ra mùi ôi thiêu kinh nào đó. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Diệp Quân rất ngạc nhiên. Hắn không ngờ thành chúng thần xa hoa lộng lẫy lại có một nơi như vậy. Diệp Quân quay sang nhìn Tang Mi không nói gì, tiếp tục dẫn hắn đi về phía trước. Càng đi vào bên trong, càng trở nên tồi tàn, hắn cũng gặp được vài người, phần lớn những người này đều là những người không có tu vi, ăn mặc rách rưới giống như những người tị nạn. Không, họ chính là dân tị nạn. Tang tỷ. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ một góc cách đó không xa, sau đó một cô bé khoảng 13, 14 tuổi chạy ra, cô bé chạy đến chỗ Tang Mi, muốn ôm lấy Tang Mi nhưng lại sợ làm bẩn đồ của Tang Mi nên cảm thấy rất bất an, hai tay siết chặt quần áo, vừa phấn khích lại vừa bất an. Tang Mi ngồi xổm xuống, cô ta nắm lấy hai bàn tay dính đầy đất của cô bé, cười nói, Tiểu Nhiễm. Cô bé tên Tiểu Nhiễm rất vui, Tang tỷ, cha khỏe lên rồi, đi thôi. Nói rồi cô bé kéo Tang Mi đi sang một bên. Diệp Quân đi theo. Trên đường đi, Diệp Quân nhìn xung quanh, nơi này thật sự rất bẩn, người sinh sống trong này không ít. Chẳng mấy chốc hắn đi theo Tang Mi và cô bé đến một căn nhà đá đổ nát, căn nhà đá không lớn, có một người đàn ông đang ngồi trước cửa nhà đá, nhìn bề ngoài thì người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, quần áo của y đều đã rách, chỉ có một chân. Cha! Cô bé tên Tiểu Nhiễm vội chạy đến trước mặt người đàn ông, cô bé vui mừng nói, Tang Mi tỷ đến rồi. Người đàn ông chống cây gậy đứng lên, y hơi câu nệ, Tang cô nương. Mời cô ngồi. Tiểu Nhiễm vội kéo một cái kéo từ bên cạnh sang, cô bé lấy tay áo lau bụi bẩn, sau đó đưa đến trước mặt Tang Mi. Người đàn ông vội nói, Tiểu Nhiễm, còn vị công tử này. Tiểu Nhiễm vội chạy vào trong nhà, lấy một chiếc ghế ra. Cô bé cũng dùng tay áo lau bụi, sau đó đưa cho Diệp Quân, rụt rè nói, ca ca, huynh, ngồi đi. Diệp Quân mỉm cười nói, cảm ơn. Sau khi hai người ngồi xuống, Tang Mi nhìn cha Tiểu Nhiễm, cười nói, Trúc Vân, xem ra bệnh của ông chắc là không vấn đề gì rồi. Người đàn ông tên Trúc Vân nói, cũng may nhờ có cô nương. Đại ơn đại đức của cô nương, cha con ta. Tang Mi mỉm cười nói, chuyện nhỏ. Trúc Vân muốn nói lại thôi. Tang Mi nói đi, ta xem thử có thể giúp không. Trúc Vân thấp giọng thở dài, Tang Mi cô nương, cô có ơn cứu mạng ta, vốn dĩ không nên yêu cầu gì thêm nữa, nhưng... Nói rồi y nhìn Tiểu Nhiễm đang đứng ở một bên, ánh mắt tràn đầy yêu thương, Tang Mi cô nương, cô có thể đưa Tiểu Nhiễm đi được không? Con bé rất nghe lời, có thể chịu được khổ, chỉ cần cho con bé ăn một miếng thôi là được. Cha! Tiểu Nhiễm vội bước đến trước mặt Trúc Vân, cô bé nắm lấy tay Trúc Vân, lắc đầu, con! Con không đi! Trúc Vân nói, ở đây không có ngày thoát khỏi đây. Tiểu Nhiễm cúi đầu xuống, con không đi! Trúc Vân quay sang nhìn Tang Mi, ánh mắt đầy vẻ cầu xin, y biết hành vi của mình là rất không đúng mực, hoặc hơi vô liêm sỉ, nhưng không còn cách nào khác, y là người tàn phế, Tiểu Nhiễm tiếp tục ở lại đây thì khó mà sống tiếp. Giữa Tiểu Nhiễm và tôn nghiêm của bản thân, y không do dự chọn Tiểu Nhiễm. Tang Mi ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta sẽ suy xét chuyện này, được không? Trúc Vân thấy Tang Mi không từ chối, lập tức nói, được, được. Tang Mi mỉm cười nói, Tiểu Nhiễm, ngươi qua đây. Tiểu Nhiễm nhanh chân đi tới trước mặt Tang Mi nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt cô bé, sau đó lấy một cái túi ra đưa cho cô bé, bên trong có một ít đồ ăn. Chăm sóc cha ngươi thật tốt, hai ngày nữa ta và ca ca sẽ đến thăm ngươi. Tiểu Nhiễm gật đầu, vâng. Diệp Quân và Tang Mi đứng dậy rời đi. Tiểu Nhiễm ở đằng sau thấp giọng nói, cha, con không muốn rời khỏi cha. Trúc Vân nói, con không đi thì cả đời này không có cơ hội thoát khỏi đây. Tiểu Nhiễm nói, con biết nếu con đi, cha sẽ chết. Trúc Vân nói, nếu con có thể rời khỏi đây, cha có chết cũng vui. Tiểu Nhiễm khóc nấc, ta không.
Giọng Trúc Vân trở nên hơi nghiêm nghị, con gái, con nhớ rằng Tang tỷ này chắc chắn không phải là người bình thường, gặp được cô ấy là may mắn mà có 10 đời cũng không có được. Nếu cô ấy bằng lòng đưa con đi, con phải đi theo cô ấy. Cha, con không muốn trở thành cô nhi. Chấm. Chấm. Trên đường phố hỗn loạn bên ngoài. Diệp Quân nhìn xung quanh, hơi bùi ngùi, ta không ngờ trong thành chúng thần lại có một nơi như vậy. Tang Mi nhìn xung quanh, khẽ nói, nơi này được gọi là khu ổ chuột, có ít nhất hàng ngàn vạn người nghèo sống ở đây. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hàng ngàn vạn. Tang Mi gật đầu, ừ. Diệp Quân trầm giọng nói, họ. Tang Mi nói, mô hình chế độ của chúng thần điện, vì chế độ thăng cấp, nên các thần trong chúng điện thần chỉ tập trung vào những người tài giỏi và những thiên tài yêu nghiệt có tiềm năng, những cấp bậc này có thể trở thành thành tích của họ, mà những người bên dưới đều không có giá trị với họ. Mà những người không có giá trị sẽ không được hưởng các chính sách phúc lợi của chúng thần điện. Nói rồi cô ta dừng một chút rồi nói, hơn nữa, theo thời gian, một khi có nhiều người không có giá trị như vậy, họ sẽ bị sắp xếp để tự sinh tự diệt. Diệp Quân nhíu mày, thần minh không quản sao? Tang Mi không cảm xúc nói, ngươi phải hiểu, có một từ gọi là, giấu trên lừa dưới. Diệp Quân im lặng không nói. Tang Mi nói tiếp, những người này ở đây quá yếu, sức mạnh tín ngưỡng của họ gần như không có tác dụng với mấy chủ thần có thần vị. Nói một cách đơn giản, họ chỉ là một đám không có giá trị với những người có quyền lực phía trên, còn đối với những người không có giá trị. Cho dù thay một nhóm chủ thần khác, họ vẫn sẽ bị đối xử như nhau. Diệp Quân thở dài. Tang Mi lại nói, cái gọi là thực lực của thần, sức mạnh của họ đến từ hai điểm. Điểm thứ nhất là sức mạnh ý chí thần minh do thần minh ban tặng, điểm thứ hai là sức mạnh tín ngưỡng của tất cả chúng sinh. Sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh mạnh hay yếu phụ thuộc vào sức mạnh của chính chúng sinh và sự thuần khiết của tín ngưỡng. Chúng sinh càng mạnh thì thần mà họ tín ngưỡng sẽ càng mạnh, tín ngưỡng chúng ta càng thuần khiết, thật ra họ cũng sẽ càng mạnh, nhưng... Diệp Quân nói, độ thuần khiết của tín ngưỡng quá chậm, vì cần làm những việc thực sự có lợi cho mọi người, để chúng sinh tin tưởng ngươi từ tận đáy lòng, tôn trọng ngươi như thần minh. Nói đến đây, bản thân hắn cũng sửng sốt. Tang Mi nhìn hắn, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng, cười nói, đúng vậy, thật ra cách này lâu dài hơn loại thứ nhất, vì thật ra cái gọi là tín ngưỡng của cách thứ nhất là bị sức mạnh ép buộc nhiều hơn, phải tin tưởng, mà cách thứ hai là chúng sinh đều tự nguyện tin tưởng ngươi. Tuy nhiên, cách thứ hai quá tốn thời gian, quá chậm, khó đạt được kết quả, thế là các thần của chúng thần điện dần quên đi cách này. Diệp Quân khẽ nói, bất kể thời đại nào, nền văn minh nào, nhiều lúc tầng thấp đều khó được xem trọng thật sự. Tang Mi gật đầu, chúng sinh khó, khó cho chúng ta. Nói rồi cô ta quay sang nhìn Diệp Quân, cười nói, tiểu kiếm tu, thế này thì sao? Ngươi đến thay đổi nơi này, nếu có thể thay đổi bản chất của nơi này, thay đổi vận mệnh của họ, ta sẽ tặng ngươi một món quà mà ngươi chắc chắn sẽ bất ngờ. Một món quà ngoài sức tưởng tượng. Diệp Quân tò mò hỏi ngay, đó là gì? Tang Mi nhoẻn cười, tạm thời bí mật. Diệp Quân. Nụ cười biến mất, Tang Mi nghiêm giọng hỏi hắn, ngươi có bằng lòng hay không đã? Diệp Quân nhìn xung quanh, thì thào, nói thật nhé. Tang Mi gật đầu. Diệp Quân, ta hiểu ý cô. Tang Mi hỏi lại, có được không? Diệp Quân gật đầu, được. Tang Mi chớp mắt, nhanh vậy sao? Diệp Quân đùa, ta rất là mong chờ món quà của cô đó. Tang Mi cười. Ta biết chứ, cho dù không tặng quà thì ngươi cũng sẽ đồng ý thôi. Diệp Quân nghe mà bật cười. Tang Mi lại nói, yên tâm, ngươi nhất định sẽ vừa ngạc nhiên vừa hài lòng. Diệp Quân lại nói, ta không dám hứa có thể hoàn thành được, lúc đó. Tang Mi ngắt lời hắn, được hay không đều có quà. Thấy hắn nhìn mình, cô ta mỉm cười, trên đời này hiếm thấy nhất chính là lòng lương thiện, ngươi đã có nó thì nên được hồi báo. Diệp Quân cong môi, vậy ta cảm ơn cô trước. Tang Mi, ta lại muốn biết ngươi định làm thế nào để thay đổi nơi này. Diệp Quân nhìn xung quanh, cho tiền chỉ có thể giúp họ nhất thời, muốn được cứu rỗi thì phải dựa vào bản thân, phải khiến họ trở nên có giá trị. Tang Mi tò mò, bằng cách nào đây? Diệp Quân, tạm thời bí mật. Tang Mi chớp chớp mắt rồi phá ra cười, ngươi cũng ma lanh lắm.
Diệp Quân cười hùa theo. Rời khỏi khu vực dân tị nạn, Diệp Quân trở lại phủ đệ của Nam Tiêu, lập tức nhìn thấy một đám người đã chầu trực trước cổng được mấy ngày. Hắn ngó lơ họ, nhấc chân đi vào, nào ngờ có người kêu lên. Hắn là Diệp Quân đấy. Chính là tên mất trí ỷ có chỗ dựa nên ức hiếp thiếu gia quân bất khí. Thứ con hoang lòng lang dạ sói. Những người khác nghe vậy thì xôn xao hẳn lên, ai nấy đều phẫn nộ ngập trời, có người còn thả thần thức tấn công. Thấy Diệp Quân quay lại nhìn mình, người vừa la lên không những không sợ mà còn tiếp tục, đồ con hoang. Còn không mau chịu chết. U, tiếng kiếm minh vang lên, hơn nghìn cái thủ cấp bị chém lìa khỏi xác. Máu phun đầy đất. Mấy người kia lập tức câm miệng. Thị vệ tư mệnh phủ cũng ngớ người. Chưa gì hết đã giết rồi à? Hơn mấy nghìn cặp mắt mở to thao láo, không ngờ Diệp Quân sẽ lập tức rút kiếm ra tay. Diệp Quân mặc kệ mấy thị vệ đang bối rối, thu lấy mấy nghìn chiếc nhẫn rồi đi vào. Lão Kỷ vội vàng chạy ra, thấy số lượng thi thể chồng chất thì cũng không biết phải làm gì. Giết hết rồi à? Lão Kỷ há hốc mồm, giết hết luôn sao? Diệp Quân bình thản gật đầu, ừ. Lão Kỷ la lên, tại sao chứ? Diệp Quân, thần pháp có nói, gây tổn thương đến người xâm hại bất hợp pháp để ngăn lại hành vi xâm hại bất hợp pháp là hành động tự vệ. Họ dùng thần thức tấn công, ta chỉ tự vệ thôi. Thần pháp cũng bị ngươi chơi chết, Lão Kỷ á khẩu. Diệp Quân thản nhiên đi vào. Hắn đã hứa với Tang Mi thì còn rất nhiều chuyện phải làm cho xong, ngoài ra nhà họ Quân chẳng phải chủ nhân bút đại đạo, hắn không có hứng dây dưa. Hắn là ai? Bọn chúng là ai? Mà cũng xứng đáng để chơi với hắn. Không bao lâu sau, Nam Tiêu xuất hiện, Lão Kỷ vội bẩm báo, Lão Đại, Diệp Công Tử. Nam Tiêu chỉ cười, giết mới tốt. Lão Kỷ càng không hiểu gì. Nam Tiêu cười. Ngươi cho rằng huynh đệ của ta hành động lỗ mãng. Lão Kỷ gật gù, ta biết kiếm tu tính tình chính trực thật thà. Thật thà. Nam Tiêu nghe mà không biết nói gì, thầm nhủ huynh đệ ta thì có cái gì trung thực đâu, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười. Hắn làm vậy tất có ý đồ. Lão Kỷ nhíu mày. Nam Tiêu nhìn mấy thi thể kia, nói, ta không biết đó là gì, nhưng ta tin hắn. Lão Kỷ. Nhà họ Quân. Chuyện Diệp Quân giết hơn nghìn người nhanh chóng bay tới tai họ. Trong đại điện, Quân Quyền đang nôn nóng lập tức nhảy cỡn lên, tốt lắm. Thằng thất phu đó dám giết nhiều người như vậy, chắc chắn đã chọc giận công chúng rồi. Mấy trưởng lão khác cũng vô cùng bất ngờ trước hành động này của hắn. Quân Duyên hạ giọng, có gì đó bất thường ở đây, đừng vội vui mừng quá sớm. Quân Quyền phần tay, tên Diệp Quân kia chỉ là hạng mãng phu mà thôi. Dù sao cũng là kiếm tu, tuổi còn trẻ, chắc chắn là không nhịn được nữa. Bây giờ hắn đã giết cả nghìn mạng người, chỉ cần chúng ta khống chế tốt thì hắn chết chắc. Quân Duyên vốn cẩn trọng hơn thì lắc đầu, ta thấy vẫn nên đề phòng. Thái độ của Diệp Quân hay Nam Tiêu cũng không quan trọng, quan trọng là các vị chủ thần. Chủ thần. Các cường giả nhà họ Quân nghe vậy thì đanh mặt. Ở thành Nam chúng thần này. Các chủ thần mới là bá chủ có máu mặt cai quản chủ thần điện. Bởi vì điện chủ rất ít khi quản nội chính, tất cả đều cho các chủ thần ra tay. Quân Quyền nghe vậy thì nhíu mày. Quân Duyên lại nói, chủ thần điện cho đến nay vẫn không làm ra động tĩnh gì, thật sự có chút kỳ lạ. Chưa kể mấy thế gia tông môn ủng hộ chúng ta cũng đã bắt đầu lo lắng. Nam Tiêu là người của chủ thần điện, lỡ như chúng ta chọc giận các chủ thần. Thấy ánh mắt ông ta bắn về mình, Quân U nhàn nhạt nói. Giữ nguyên kế hoạch. Quân Duyên, thiếu tộc trưởng, tên Nam Tiêu kia không buông tha chúng ta căn bản không phải vì Diệp Quân, nhưng vì sao thì ta không hiểu được. Vì một tên kiếm tu ngoại lai mà đấu với nhà họ Quân đến chết không thôi. Có khi thân phận của Diệp Quân. Quân U lặp lại, giữ nguyên kế hoạch. Quân Duyên chần chừ một hồi rồi gật đầu, vâng. Các trưởng lão rời đi. Đến lượt Tông Cố bước vào. Một năm một mười kể chuyện đã xảy ra giữa mình và Diệp Quân. Quân U hỏi, người thấy hắn biết điều thật hay chỉ đang giả vờ? Tông Cố đáp, đại tiểu thư tự có nhận xét. Quân U, việc hắn giết ngàn người, người thấy thế nào? Tông Cố suy ngẫm một hồi, hai khả năng.
Thứ nhất, hắn không kèm dùng âm mưu quỷ kế với chúng ta. Thứ hai, hắn đang cảnh cáo. Nhưng ta thấy hiện nay thái độ của hắn không quan trọng, mà nên chú ý vào các vị chủ thần. Nếu họ thiên vị hắn thì chúng ta có làm gì đi nữa cũng vô ích, ngược lại còn rước họa vào thân. Quân U liếc nhìn, vậy ngươi cho rằng thái độ của chủ thần là như thế nào? Tông Cố lắc đầu, việc này nằm ngoài hiểu biết của ta. Gã tự nhận là người thông minh, nhưng cũng biết trên đời có một thứ gọi là nguồn tin tức. Mà các vị chủ thần kia đã nằm ngoài phạm vi đó. Gã và họ không cùng một tầng lớp, nếu muốn đi tính kế người ta thì chẳng khác gì chịu chết. Nếu có thể, gã chỉ muốn rút ra khỏi vụ này. Nhưng không được. Quân U, lui xuống đi. Tông Cố hành lễ rồi làm theo. Một giọng nói vang lên trong bóng tối, tiểu thư, mấy vị chủ thần kia. Quân U nhắm mắt, họ không có hành động gì đơn giản là mặc cho chúng ta thỏa sức. Vì sao, đơn giản là muốn nhìn chúng ta kích thích dân chúng, cuối cùng lại ra mặt thu phục chúng ta. Giọng nói, vậy ngài còn. Quân U không đáp mà đi đến cửa đại điện, không gian trước mặt cô ta nứt ra, để lộ một quyển trục. Quân U cầm lấy nó đọc một hồi, nhếch mép cười. Bọ ngựa bắt phe, chim sẻ rình sau. Vậy chống mắt lên xem ai mới là người thắng sau cùng. Chấm. Diệp Quân vừa trở lại phòng đã nghe Tông Tín hỏi, tiểu tử ngươi định làm gì để cứu khu dân nghèo đó? Tiểu tháp, ta cũng muốn biết. Diệp Quân nghĩ một hồi, nói, cần tháp ra phối hợp. Tiểu tháp hỏi lại, ta. Diệp Quân gật đầu, chỉ có thể dùng cách đặc biệt để cứu họ nhanh chóng. Đầu tiên, tháp gia hãy phối hợp với ta. Tiểu tháp tò mò, phối hợp kiểu gì? Diệp Quân chỉ cười. Tiểu tháp bất mãn, tiểu tử ngươi bớt vòng vo đi. Mưu kế trên đời này ta dành như lòng bàn tay, cứ việc nói ra để ta làm quân sư, tránh cho đi lầm đường. Diệp Quân, trước tiên, tháp gia hãy đến khu đó một chuyến, làm bộ như bị phát hiện. Tiểu tháp, để làm chi? Diệp Quân. Người ở nơi đó không có giá trị với chủ thần điện, nói cách khác là nguyên một vùng đó không được bên trên chú ý tới. Ta muốn khiến nó trở nên có giá trị, tháp ra tới đó rồi dùng chức năng nghịch thiên, ắt sẽ gây xôn xao. Tông Tín cũng hỏi, người có ý đồ gì đấy? Diệp Quân nheo mắt, phá bỏ di rời. Muốn thay đổi số phận thì phải bắt đầu từ việc này. Tiểu tháp. Mấy ngày sau, sâu trong khu dân nghèo đột nhiên xuất hiện một luồng sáng vàng. Nó đâm thẳng lên trời cao, khiến thời không xung quanh chấn động như sóng nước, nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, cùng lúc đó, một hơi thở cổ xưa chợt tràn ra ngoài. Biến cố đột nhiên xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Chẳng mấy chốc, người của chúng thần điện đã vội vàng chạy đến, không chỉ thế, các cường giả từ rất nhiều tông môn cùng thế gia trong thành cũng đua nhau chạy đến hiện trường, mà thứ họ thấy được chính là một tòa tháp đang lơ lửng giữa luồng sáng vàng. Tiểu tháp. Mọi người đều tò mò. Lúc này, tiểu tháp chợt nổ ra một luồng sáng, thu hết tất cả cường giả có mặt ở đây vào trong tháp. Khi vừa tiến vào trong, những cường giả kia đều bối rối. 10 năm trong tháp. Chỉ bằng một ngày ở ngoài. Đám người trong tháp đều điên cuồng. Nhưng lúc này tiểu tháp lại đưa hết mọi người ra ngoài lại, lúc này, trong mắt bọn họ đều đỏ oạch. Không ai che giấu được sự thèm khát trong đôi mắt của mình. Thần vật cỡ này, cho dù là thần minh khí trong truyền thuyết e là cũng thua kém hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên phá không đi đến, ông ta mặc một thân áo bào màu cho, thân hình cao lớn, ánh mắt âm trầm, nương theo sự xuất hiện của ông ta, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt vô hình. Xung quanh, tất cả thị vệ chúng thần điện đúng lúc này đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến mục chủ thần. Nghe thế, các cường giả từ khắp tông môn thế gia có mặt ở đây đều biến sắc, lập tức cung kính hành lễ. Không ai ngờ rằng một vị chủ thần lại tự đích thân đến. Mục chủ thần xòe tay ra, tiểu tháp hóa thành một luồng sáng vàng rơi vào tay ông ta, nhìn tiểu tháp, ông ta nhíu chặt mày lại, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc. Mà xung quanh, không một ai dám thở mạnh. Đây chính là một vị chủ thần. Mục chủ thần đột nhiên ra lệnh, phong tỏa nơi này. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Xung quanh đã bị phong tỏa.
Thế nhưng chuyện của tiểu tháp vẫn nhanh chóng lan ra khắp toàn bộ thành chúng thần. Ban đầu mọi người đều thấy rất nghi hoặc, khu dân nghèo này sao lại đột nhiên xuất hiện bảo vật. Nhưng chẳng mấy chốc mọi người đã ngộ ra được, có lẽ là do thần minh hiển linh. Thần minh hiển linh. Khi tin tức kia truyền ra, toàn bộ chúng thần điện đều sôi sục. Phải biết ở khắp tinh hệ chúng thần, đã mấy trăm triệu năm rồi chưa từng xuất hiện thần minh. Đừng nói là nam chúng thần điện, cho dù là trung chúng thần điện cũng chưa từng thấy xuất hiện. Cũng chính vì vậy mà nam chúng thần điện lớn của tinh hệ đều thấy vô cùng áp lực, bởi vì thời gian dài thần minh không hiển linh, nghĩa là có lẽ thần minh đã có chút không hài lòng với họ. Mà bây giờ sự xuất hiện của tiểu tháp vô cùng có khả năng chính là thần minh hiển linh. Hơn nữa còn là xuất hiện ở nam chúng thần điện. Nếu quả thật là thần minh hiển linh thì đó chắc chắn là vinh quang vô thượng của toàn bộ nam chúng thần điện. Thần minh quan tâm họ. Chủ thần điện, 7 vị chủ thần đã tụ họp, ngoại trừ bọn họ còn có 3 người nữa, theo thứ tự là Khuất Tấn, Qua Hàn, Nam Tiêu. Bởi vì Khuất Tấn và Qua Hàn là chủ thần đời tiếp theo được đề cử, còn Nam Tiêu là được đãi ngộ đặc cách. Thường vụ chủ thần dẫn đầu, ông ta ngồi ở chính giữa, yên lặng nhìn tiểu tháp mà không nói gì. Trong ánh mắt cũng toát lên vẻ nghiêm nghị. Thần vật bực này, ông ta cũng chưa gặp bao giờ. Trong điện, ánh mắt của các thần cũng đều dính chặt vào tiểu tháp, trong mắt bọn họ đa số đều là nghi hoặc. Lúc này, thường vụ chủ thần đột nhiên nói, mọi người có ý kiến gì? Qua Hàn, Nam Tiêu và Khuất Tấn chỉ im lặng, trong trường hợp này, bọn họ tuyệt đối không thể phát biểu ý kiến tùy tiện. Chủ thần ngồi hàng thứ hai bên cạnh thường vụ chủ thần mở miệng. Vật ấy xuất hiện quá mức kỳ lạ, có thể là ý chí thần minh giáng lâm, cũng có thể là một loại âm mưu. Âm mưu. Nghe thế, các chủ thần còn lại đều nhíu mày. Mục chủ thần đột nhiên nói, nếu là âm mưu, người có thể lấy thần vật ấy ra để bày kế. Nói đến đây, sắc mặt của mấy vị chủ thần đều sầm đi. Người có thể lấy thần vật cỡ ấy ra làm mồi nhử. Thì âm mưu phải lớn đến mức nào? Chẳng lẽ là muốn lật đổ chúng thần điện? Chủ thần thứ hai kia lại nói, vậy coi như nó là thần minh hiển linh. Các chủ thần đưa mắt nhìn ông ta chỉ nói, bởi vì một vài nguyên nhân của năm đó mà những năm gần đây công trạng của nam chúng thần điện chúng ta đều lót đáy, mà sự kiện nghìn năm hành hương một lần đã sắp đến, nếu chúng ta không lập được thêm công trạng gì, e là chúng ta sẽ bị điều đi, hoặc thậm chí là xuống chức. Xuống chức. Các chủ thần đều im lặng. Xuống chức kiểu này không phải chuyện đùa, sức mạnh ý chí thần minh sẽ lập tức suy yếu, không chỉ thế, các thần khí chủ thần nắm giữ bọn họ cũng phải giao ra hết. Thực lực. Quyền lợi. Một khi đã có chúng rồi, ai lại muốn từ bỏ? Chủ thần thứ hai nói, nhưng nếu đây thật sự là thần minh hiển linh, vậy lúc hành hương thì có thể thêm điểm rất nhiều cho chúng ta. Mục chủ thần đột nhiên nói. Nhưng nếu không phải thì sao? Chú thần thứ hai không quan tâm, không phải thì thôi, còn làm được gì nữa? Dù sao chúng ta cũng đâu tổn thất gì. Mục chủ thần suy nghĩ một chút rồi nói, nếu chúng ta coi nó là thần minh hiển linh thì cũng phải đưa ra được một lý do hợp lý, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Chủ thần thứ hai nói, khu dân nghèo. Nói rồi, ông ta lại nhìn các chủ thần khác, thần minh hiển linh để phổ độ chúng sinh. Các chủ thần im lặng. Chuyện của khu dân nghèo tất nhiên bọn họ biết, mà vấn đề ở nơi đó họ luôn chọn cách là làm như không thấy, bởi vì muốn xử lý vấn đề ở nơi đó thì cần phải tiêu hao một khoản tài chính rất lớn. Hơn nữa cho dù có tiêu một đống lớn để sắp xếp cho họ thì tiếp theo sẽ thế nào? Những người bình thường đó sau này phải làm gì cho họ nữa? Đó không phải là vấn đề dùng tiền có thể giải quyết được, với bọn họ mà nói. Sức mạnh tín ngưỡng của những người bình thường này thật sự là quá yếu, không có bao nhiêu giá trị. Chuyện phải ra sức quá nhiều mà không gặt được kết quả to lớn gì, nên chẳng ai muốn làm. Mà bây giờ hiển linh ở chỗ đó, lẽ nào thật sự là do thần minh bất mãn với bọn họ nên mới hiển linh? Nghĩ đến đấy, tâm trạng mọi người bỗng trở nên nặng nề. Sở dĩ bọn họ cảm thấy có thể đúng là thần minh hiển linh. Bởi vì thần vật cỡ này thật sự quá mức nghịch thiên. Nếu như có người bày mưu, người có năng lực tạo ra được thứ này thì còn cần gì bày mưu nữa. Cứ phẩy tay tiêu diệt bọn họ cho xong.
Vì vậy chuyện này vô cùng có khả năng là thần minh hiển linh. Mục chủ thần đột nhiên nói, nếu thật sự là thần linh hy vọng chúng ta giải quyết vấn đề nơi đó thì tại sao không dứt khoát liên hệ với thần điện chủ, mà lại bất mãn. Chủ thần thứ hai suy đoán, có lẽ không phải là bất mãn, bởi nếu họ không thích thì đã không xuất hiện công khai rầm rộ như vậy rồi. Các chủ thần im lặng. Nếu bọn họ muốn làm chuyện gì đó, theo quy trình bình thường thì nhất định phải thông báo cho người chủ sự thấp hơn một bậc trước, nếu bọn họ trực tiếp bỏ qua người trung gian này, thẳng tay thông báo đến cho tầng dưới cùng thì không thể nghi ngờ gì nữa, bọn họ thấy bất mãn với người trung gian đó. Nghĩ đến đây, tâm trạng của các chủ thần lại càng thêm nặng nề. Thường vụ chủ thần đột nhiên nói, nếu nơi đó xuất hiện thần minh hiển linh, vậy cũng có nghĩa là chúng ta không thể mắt điếc tai ngơ như trước nữa, phải ra tay xử lý. Nói rồi, ông ta nhìn một chủ thần ở bên phải, lão thất, ông trưởng quản tài chính, nếu giải quyết chuyện ở nơi đó thì cần bao nhiêu chân linh tinh? Chủ thần thứ bảy im lặng một lúc rồi đáp, nơi đó có 37 triệu dân gặp nạn, tính toán sơ bộ thì muốn giải quyết chuyện ăn mặc ở, đai lại của bọn họ cần ít nhất chừng 1 tỷ chân linh tinh, đó chỉ là bước đầu thôi, sau này còn phát sinh tiền chu cấp đời sống cho bọn họ, là một khoảng khổng lồ không có điểm dứt. Nghe thế, các chủ thần đều trầm mặc. Vậy thì ít nhất phải là 2 tỷ chân linh tinh, mà số tiền đó đối với chúng thần điện hiện nay là một con số rất lớn. Chủ thần thứ bảy nói tiếp, nếu như chúng ta tiêu hết tiền vào nơi đây thì sẽ dẫn đến một vấn đề khác, cường giả thần cảnh tương lai của chúng ta sẽ ít hơn những chúng thần điện khác rất nhiều. 1000 năm tới, thực lực của chúng ta sẽ bị bỏ xa, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ bị thôn tính. Không chỉ thế mà khu dân nghèo đó như một cái động không đáy, 2 tỷ không thể lấp kín được. Các chủ thần đều im lặng, tâm trạng phức tạp. Một khi thực lực của nam chúng thần điện thấp hơn các chúng thần điện lớn khác thì họ sẽ bị thôn tính, mặc dù mọi người đều tín ngưỡng ý chí thần minh, nhưng sự thật lại làm theo ý mình, hơn nữa cạnh tranh nội bộ cũng vô cùng tàn khốc. Chủ thần thứ bảy do dự một lúc rồi nói, nếu không thì cứ để bách tính đó khổ tiếp đi. Các chủ thần đồng loạt đưa mắt nhìn chủ thần thứ bảy, chủ thần thứ bảy lạnh mặt nói, các người đừng nhìn ta như vậy, đây là chuyện không có cách nào khác, vừa muốn vừa ý bề trên, vừa muốn chăm non bề dưới, rõ ràng là khó cả đôi đường, thật ra ta cũng muốn làm khó bên trên, nhưng vấn đề là thực lực không cho phép. Làm khó bên trên, trên chúng thần điện còn có một thần minh điện, cho dù là người lãnh đạo bọn họ ra mặt đi nữa, muốn lên trên đó đòi tiền. Mơ đẹp quá trứng. Bên trên không đòi tiền bọn họ đã là may mắn vô cùng rồi. Chủ thần thứ bảy nói tiếp, vậy có thể đào thành đông bù cho thành tây không? Lấy của bách tính nơi khác, giải quyết được chuyện khu dân nghèo này rồi tính tiếp. Một vị chủ thần, thuế của chúng ta đã là cao nhất trong tất cả chúng thần điện rồi. Chủ thần thứ bảy trầm giọng nói, dân chúng có thể hiểu được mà. Các chủ thần im lặng không nói. Lời này có lừa chó cũng không tin. Chủ thần thứ bảy nhìn cảnh tượng im phăng phắc trước mặt, có chút bất mãn, làm khó bề trên thì chúng ta không có thực lực, tự làm khổ mình thì chúng ta không muốn, nếu đã như thế thì chỉ có thể làm khổ bách tính phía dưới thôi. Mọi người đừng lo lắng quá, dân chúng chịu đựng một khoảng thời gian thôi là mọi thứ sẽ qua. Lúc này, Nam Tiêu vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, thật ra ta có một cách. Vừa cất tiếng. Các chủ thần đã đua nhau nhìn về phía Nam Tiêu. Nam Tiêu đứng dậy, cung kính hành lễ với các chủ thần, ta cũng không biết làm thế có được hay không. Chủ thần thứ bảy nói, ngươi cứ nói, yên tâm, không ai trách phạt ngươi đâu. Nam Tiêu gật đầu, hiện tại ngân khố của chúng thần điện ta đang cạn đáy, đúng là không thích hợp dùng tiền xử lý chuyện này, như thất chủ thần đã nói, nếu tiêu hết tiền vào chỗ này thì tương lai thực lực chúng ta chắc chắn sẽ bị bỏ xa. Khi đó lại đối mặt với nguy hiểm bị thôn tính. Bởi vậy, khoản tiền này chúng ta nên thay đổi góc nghĩ khác. Chủ thần thứ bảy vội nói, người nói luôn một lần đi. Nam Tiêu bình tĩnh nhẩm nhanh lại một lượt những lời Diệp Quân giao phó cho mình, sau đó mới nói, chúng ta có thể xây vài thần học viện ở khu dân nghèo, sau này bổ sung thêm quy định nhập học vào thần học viện là ai ở khu dân nghèo đó muốn vào học thì phải có tài sản cố định như nhà, hoặc cửa tiệm. Nghe đến đây, ánh mắt chủ thần thứ bảy sáng lên, ông ta mừng rỡ đứng bật dậy. Ánh mắt các chủ thần khác cũng sáng lên, dĩ nhiên họ biết điều quan trọng trong đó.
học viện thần. Đó là học phủ cao nhất thành chúng thần, bên ngoài không biết có bao nhiêu nền văn minh và tông môn muốn gia nhập vào để hy vọng thay đổi vận mệnh. Nếu thật sự làm theo những gì Nam Tiêu nói, chắc chắn khu ổ chuột vốn bị mọi người coi thường sẽ trở thành điểm nóng mà mọi người tranh giành. Nhân tài. Các chủ thần nhìn Nam Tiêu, ánh mắt thay đổi. Nhìn thấy ánh mắt của các chủ thần, Nam Tiêu biết họ hài lòng nên nói tiếp, chúng thần điện chúng ta có thể thu thuế với khu ổ chuột, tất nhiên không phải là thuế đánh vào người nghèo, mà là thuế mua bán. Bất cứ ai hoặc bất kỳ thế lực nào muốn mua bán trong khu ổ chuột thì đều phải nộp một số tiền thuế nhất định. Như thế chúng ta không chỉ giải quyết được vấn đề định cư dân tị nạn trong khu ổ chuột mà còn có thể thu được một lượng lớn tiền thuế, giải quyết vấn đề tài chính hiện tại của chúng thần điện. Hay lắm! Chủ thần thứ bảy phấn khích nói, hay, hay, Nam Tiêu, không ngờ đầu óc của ngươi thế mà cũng sắc bén đấy, trước kia đã xem thường ngươi rồi. Nam Tiêu cung kính nói, thất chủ thần quá khen rồi. Chủ thần thứ bảy cười nói, không, không. Ngươi đúng là một nhân tài, đến cả ta còn không nghĩ ra cách này. Nếu chuyện này xảy ra, ngươi hẳn là có công rất lớn. Thấy chủ thần hài lòng như vậy, Nam Tiêu cũng thở phào, nói thêm, thương nhân khá tham lam, người dân nghèo trong khu ổ chuột chắc chắn không đấu được với họ, thế nên để ngăn cản thương nhân ép mua ép bán, chúng ta phải ban hành luật hạn chế nghiêm ngặt, tốt nhất là để chúng ta giám sát trực tiếp. Mục chủ thần khẽ gật đầu, đúng là nên thế. Những người dân nghèo đó không phải là đối thủ của các thương nhân đó, chúng thần điện chúng ta nên ra mặt trong chuyện này, nếu không người dân nơi đó sẽ phải chịu thiệt thòi. Nói rồi ông ta nhìn Nam Tiêu, còn ý kiến gì nữa không? Nam Tiêu nói, ta nghĩ chúng ta có thể lấy một phần nhỏ tiền thuế thu được từ khu ổ chuột để mở vài trường học, có thể không phải học viện thần mà là một số học viện bình thường, học viện dành cho khu dân nghèo, sau đó cho trẻ em ở đó có thể đăng ký học. Mặc dù trong một thời gian ngắn sẽ không có bất kỳ cường giả đỉnh cấp nào xuất hiện trong số những học sinh đó, nhưng ta tin lâu dần chắc chắn sẽ có vài nhân tài xuất hiện, quan trọng nhất là họ có một tia hy vọng và một tương lai, chúng thần điện chúng ta sẽ là người ban cho họ tương lai và hy vọng này, họ sẽ càng tin vào thần minh, tín ngưỡng chúng thần điện, điều này không chỉ đơn giản là thu hoạch chính trị với chúng ta. Nghe y nói thế, các thần nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Thấy thế, Khuất Phổ và Qua Hàn đều sầm mặt, lúc này họ có cảm giác bất an. Mặc dù Nam Tiêu đã rút lui khỏi cuộc tuyển chọn chủ thần, nhưng không có nghĩa là y không còn hy vọng, nếu tất cả các chủ thần đều có hứng thú, Nam Tiêu có thể tiến lên bất cứ lúc nào. Nói xong Nam Tiêu lùi sang một bên. Lúc này, thường vụ chủ thần bỗng nói, vậy thì thực hiện như lời Nam Tiêu nói. Nam Tiêu, người sẽ chịu trách nhiệm giám sát, đừng để đám thương nhân đó muốn làm gì thì làm. Đàn áp người dân ở đó. Nam Tiêu do dự, sau đó nói, thường vụ chủ thần, chuyện này có thể đối một người thực hiện không? Thường vụ chủ thần hỏi, tại sao? Nam Tiêu nói, bây giờ ta và nhà họ Quân. Thường vụ chủ thần không cho là thế, không sao, người cứ việc đi làm. Thất chủ thần lạnh lùng nói, nhà họ Quân là cái quái gì chứ, mặc kệ đi, cứ để chúng nhảy nhót, người cứ làm việc của mình. Nam Tiêu nói, tuân lệnh. Thường vụ chủ thần lại nói, Khuất Phổ, Qua Hàn, hai người phối hợp với hắn. Tim hai người rơi xuống đáy cốc, nhưng không dám nói gì, lập tức bước ra cung kính nói, tuân lệnh. Thường vụ chủ thần nói, các ngươi ra ngoài đi. Sau khi ba người đi rồi, thường vụ chủ thần nói, thế nào? Mục chủ thần nói, chọn hắn vậy. Nhị chủ thần cũng nói, khá ổn. Mặc dù hắn đã không còn tư cách tranh cử chủ thần, nhưng vẫn là bình tĩnh điềm đạm, không oán thán. Năng lực cũng rất xuất chúng, ta bầu cho hắn. Thất chủ thần nói, tên này khá ổn, rất có triển vọng. Các chủ thần khác cũng không có ý kiến. Cứ thế chuyện Nam Tiêu trở thành chủ thần kỳ tiếp theo đã được định đoạt. Chấm. Sức mạnh thực thi của chúng thần điện luôn cực kỳ cao, một giờ sau. Chúng thần điện tuyên bố sẽ mở 1.360 học viện trong khu người nghèo, không chỉ vậy, bây giờ học viện thần còn tuyên bố sẽ chuyển đến khu người nghèo. Sau khi biết được tin tức, thế ra, tông môn của rất nhiều nền văn minh cảm nhận được có cơ hội kinh doanh, kết quả là khu ổ chuột vốn bị mọi người lãng quên giờ đây trở thành nơi đáng chú ý nhất. Ngày nào cũng có rất nhiều người chạy đến khu này.
Nam Tiêu đã dẫn người của chúng thần điện đến trụ tại khu ổ chuột này từ sớm, y bắt xử lý các quyền tài sản cho những người nghèo này để sau này họ có thể bán. Tất nhiên đây là ý của Diệp Quân. Diệp Quân biết hiện giờ khu ổ chuột là một mảnh đất vàng, chắc chắn sẽ có nhiều người đỏ mắt. Một khi mắc sai lầm thì không phải là chuyện tốt mà là tai họa đối với người dân trong khu ổ chuột, thế nên chính phủ sẽ là người giám sát chuyện này. Lúc này Diệp Quân tiếp tục tu luyện trong phòng tu luyện của Nam Tiêu. Bây giờ hắn đã có thể kéo dài thời gian khoảng gấp 3 lần, đây đã là sự tiến bộ cực lớn với hắn rồi. Phải biết rằng thời không hắn kéo dài hiện giờ là do bản thân hắn tạo ra. Hắn cũng từng thử, nếu hắn sử dụng kiếm thanh huyên để tăng thời không trong tiểu tháp, thì đó sẽ không phải là trì hoãn mà có thể ngăn cấm thời gian. Ngăn cấm hoàn toàn thời gian của một khu vực. Đây đúng thật là nghịch thiên. Đương nhiên, đây là một con át chủ bài của hắn, hắn có thể sử dụng nó vào thời khắc mấu chốt, trọng tâm thực sự của hắn vẫn là thời không mà hắn tạo ra. Hắn phát hiện, nếu sử dụng kiếm thanh huyên, hắn cũng có thể cấm chế thời gian trong thời không nào đó, nhưng chỉ có thể kéo dài trong chốc lát, không bằng thời không trong tiểu tháp. Không chỉ tu luyện thời không của mình, hắn còn đang nghiên cứu các cảnh giới tu luyện của nền văn minh thần minh này. Thật ra, nền văn minh thần minh và đạo trật tự của hắn có hiệu quả như nhau, hắn cũng có thể học hỏi từ đó. Nói chung trong khoảng thời gian này hắn đã thu hoạch được rất nhiều, hiện tại hắn muốn tìm một vị chủ thần để thực chiến, đáng tiếc là không có cơ hội này. Hắn cũng có dự tính của mình, tiếp tục học hỏi ở đây một thời gian, sau đó quay về vũ trụ quan huyên gây dựng sự nghiệp của mình. Đối với hắn, nền văn minh thần minh giống như một tấm gương. Hắn có thể tìm điểm mạnh của người khác để học hỏi, đồng thời tìm ra khuyết điểm của bản thân để tránh đi chệch hướng. Nửa tháng trôi qua. Hôm nay, Tang Mi bỗng chạy đến phòng tu luyện, tìm thấy Diệp Quân đang tu luyện, lúc Diệp Quân đang lên tiếng thì cô ta đã kéo hắn rời khỏi phòng tu luyện. Tang Mi kéo Diệp Quân đến khu ổ chuột, lúc này khu ổ chuột đã náo nhiệt, đông vui hơn trước, so với trước kia náo nhiệt hơn rất nhiều, xung quanh có rất nhiều người ăn mặc rực rỡ. Gương mặt hiện lên vẻ nịnh nọt. Diệp Quân nhận thấy ngoài rất nhiều người từ bên ngoài đến, còn có rất nhiều cường giả của chúng thần điện, những cường giả chúng thần điện đang tuần tra trên đường phố. Tang Mi đưa Diệp Quân đến nhà tiểu nhiễm, lúc này trong nhà tiểu nhiễm rất náo nhiệt, một nhóm người mang quà tới, liên tục lấy lòng hai cha con tiểu nhiễm. Lúc nhìn thấy Diệp Quân và Tang Mi, tiểu nhiễm vội chạy đến như nhìn thấy vị cứu tinh, cô bé chạy đến cạnh Tang Mi. Nắm lấy tay Tang Mi, hưng phấn nói, Tang tỷ. Tang Mi mỉm cười xoa đầu cô bé, sau đó nhìn đám người ở đằng xa, có phải bọn họ đều muốn mua nhà của muội không? Tiểu Nhiễm gật đầu, đúng thế, muội, muội và cha không biết phải làm thế nào. Tang Mi nhìn đám người đó, lúc này mấy người đó cũng đang nhìn Tang Mi, ánh mắt họ hiện lên vẻ đề phòng, họ nghĩ Diệp Quân và Tang Mi cũng đến mua nhà. Sau khi Tang Mi và Diệp Quân đuổi những người đó đi, trong nhà chỉ còn lại 4 người, cha Tiểu Nhiễm hơi hoang mang nói, chuyện này. Sao đột nhiên lại thành như vậy? Y ngơ ngác không hiểu. Tiểu Nhiễm kéo tay Tang Mi, khẽ hỏi, Tang tỷ, là vì tỷ sao? Tang Mi cười nói, không phải đâu, mà là vì người khác. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân. Cha Tiểu Nhiễm bỗng hỏi, Tang cô nương, giá mà những người đó đưa ra rất cao. Bọn ta cũng không biết phải làm sao, cô có thể cho bọn ta ý kiến không? Tang Mi nhìn Diệp Quân, cười nói, tiểu kiếm tu, ngươi cho họ ý kiến đi. Diệp Quân suy ngẫm một lúc rồi nói, mặc dù nơi này không lớn, nhưng địa thế rất tốt, vì là khu vực trung tâm, nếu bây giờ bán đi, giá cũng không cao lắm, có thể đợi thêm một chút, đợi những người bên ngoài bán đi một ít, lúc nhà và đất ngày càng ít đi, nơi này sẽ trở nên có giá trị hơn. Tiểu Nhiễm do dự, sau đó lại nói, ca ca. Nếu bọn muội bán muộn có bị người ta ghim không, ép buộc. Diệp Quân khá ngạc nhiên nhìn Tiểu Nhiễm, thấy Diệp Quân nhìn sang, cô bé vội cúi đầu xuống. Diệp Quân mỉm cười nói, không sao, ta có vài người bạn ở bên ngoài, đến lúc đó ta bảo họ chú ý đến nơi này một chút. Tiểu Nhiễm gật đầu. Nói chuyện một hồi lâu, Diệp Quân và Tang Mi đứng lên rời khỏi đó. Ra đến bên ngoài, hai người đi về phía đằng xa dọc theo con đường đầy hỗn loạn. Tang Mi bỗng nói, ta không ngờ ngươi sẽ dùng cách này, đúng là khiến ta mở mang tầm mắt. Diệp Quân nói,
Muốn thay đổi nơi này thì chỉ có thể thu hút sự chú ý của chính phủ, mà muốn thu hút sự chú ý của chính phủ nhất định phải mượn sức mạnh thần minh, đồng thời cũng phải giải quyết vấn đề tiền bạc. Tang Mi nói, người hy sinh một tiểu tháp. Diệp Quân gật đầu. Bây giờ tiểu tháp đang ở trong tay các vị chủ thần, không thể lấy lại trong thời gian ngắn. Tang Mi lại nói, mặc dù ngươi làm được một việc tốt, nhưng những người này không biết, họ cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi còn tổn thất một tiểu tháp, cũng không có được bất kỳ ích lợi gì. Diệp Quân cười nói, ta thật sự không quan tâm lợi ích hay cái gì cả, cái ta quan tâm chính là ngộ nhỡ thần minh của chúng thần điện biết được việc này, tưởng ta có âm mưu khác, vậy thì ta sẽ gặp phiền toái rồi. Tang Mi cười nói, chắc là sẽ không đâu nhỉ, chẳng phải đã nói rồi sao, lề lối của cô ta rất lớn. Diệp Quân lo lắng nói, nếu lề lối của cô ta không lớn, biến ta thành kẻ tiết độc, sau đó phái mấy trăm cường giả cấp thần điện chủ đến giết ta thì phải làm sao? Nếu là thế thật, Tang Mi chớp mắt, vậy thì ngươi thảm thật rồi. Hai người nhìn nhau, đều bật cười. Đi được một đoạn, Diệp Quân bỗng vươn tay ra, chẳng phải có phần thưởng sao? Tang Mi vỗ tay Diệp Quân, cho nợ trước vậy. Mặt Diệp Quân tối sầm lại, này, cô chẳng thành thật gì cả. Tang Mi cười nói, những gì ngươi làm hơn cả dự tính của ta, khiến ta rất bất ngờ nên ta quyết định sẽ tặng cho ngươi phần thưởng cao hơn. Diệp Quân cảm thấy có hứng thú, cao hơn. Tang Mi gật đầu, phải, nhưng tạm thời không thể đưa cho ngươi, ngươi chưa thể cầm được. Diệp Quân nói, cô không đưa cho ta thử thì sao mà biết không cầm lên được. Tang Mi cười nói, ta tặng cho ngươi một phần thưởng nhỏ trước, sau đó một thời gian sau sẽ đưa cho ngươi phần thưởng lớn đó, thế nào? Diệp Quân hỏi, phần thưởng nhỏ gì? Tang Mi vỗ vai Diệp Quân. Nghiêm túc nói, đã đưa cho ngươi rồi. Nói rồi cô ta đi về phía đằng xa. Diệp Quân mặt xám như tro, mình không phải bị lừa đó chứ. Đi được một lúc, hai người gặp được Nam Tiêu. Nam Tiêu dẫn Diệp Quân và Tang Mi đến một quán trà trông khá đơn giản. Nam Tiêu cười nói, Diệp huynh, huynh giỏi thật, ta không ngờ chỉ huynh lại có thể làm cho nơi này náo nhiệt như vậy, chỉ là tiểu tháp của huynh. Diệp Quân mỉm cười nói, không sao. Nam Tiêu gật đầu, cũng may nhờ có huynh đoán trước được, bảo ta tới đây giám sát trước, mẹ nó chứ, đám người bên ngoài đó đúng là lòng lang dạ sói, có người còn muốn mua nhà của người dân ở đây với giá rất thấp. Thậm chí còn có người dùng cách đe dọa. Diệp Quân nói, huynh giải quyết thế nào? Ánh mắt Nam Tiêu hiện lên vẻ tàn ác, trừng phạt một người để cảnh cáo, tịch thu tài sản. Diệp Quân gật đầu, phải như thế, nếu không không làm gì được đám người đó. Lợi ích quá lớn, nếu không có phạt nặng thì không thể uy hiếp được đám người tham lam đó. Nam Tiêu do dự một chốc, sau đó nói, còn một việc nữa. Diệp Quân nói, huynh nói đi. Nam Tiêu trầm giọng nói, hai ngày nay cũng có vài người đã bán nhà, sau khi bán nhà thì lại làm gái mại dâm hoặc cờ bạc. Đột nhiên có nhiều tiền khiến họ hoàn toàn thay đổi. Những người như vậy, có khuyên cũng không có tác dụng, họ hệt như kẻ điên rồ. Nghe đến đây, Tang Mi quay sang nhìn Diệp Quân. Diệp Quân im lặng hồi lâu, khẽ nói, mặc kệ họ, chúng ta chỉ cứu những người đáng được cứu. Nam Tiêu gật đầu, họ có thể kiểm soát những người ở bên ngoài đến cưỡng ép, nhưng không thể quản được nhiều người ở đây đi cờ bạc. Dù sao đó cũng là tiền của người ta tiêu thế nào, họ không có quyền hỏi. Diệp Quân nói, tất nhiên cũng không thể bỏ mặc hoàn toàn, có người muốn đánh bạc từ trong máu. Nhưng cũng có người bị người khác lừa gạt, nếu ta đoán không lầm thì bây giờ xung quanh chắc chắn có rất nhiều người chuyên làm việc này. Huynh điều tra xem, nếu tra ra được thì cứ phạt nặng, tịch thu tài sản. Nam Tiêu nói, được. Nói rồi y dừng lại, sau đó lại nói, Diệp huynh, ta có một thắc mắc. Diệp Quân cười nói, có phải đang nghĩ tại sao ta bỗng tạo ra ván cờ này để khôi phục nơi này không? Nam Tiêu gật đầu, ừ. Diệp Quân nói, nếu ta nói với huynh đây là ý của thần minh, huynh có tin không? Nam Tiêu do dự, sau đó nói, nếu là người khác thì ta không tin, nhưng huynh. Ta tin, vì huynh sẽ không gạt ta. Diệp Quân bật cười, huynh nghĩ làm chuyện này có ý nghĩa không? Nam Tiêu ngẫm nghĩ một chốc rồi nói thật thì nếu là trước kia, ta sẽ không làm như vậy vì thật ra người ở đây không có giá trị gì với ta.
hơn nữa ta cũng không có khả năng làm được việc này, nhưng trong khoảng thời gian đến đây, ta mới nhận ra thế mà vẫn còn có một nhóm người nghèo dưới sự thống trị của thần minh. Nói rồi y khẽ lắc đầu, đây là vấn đề của chúng thần điện, trong mắt bọn ta, chỉ có lợi ích, chỉ có thành tích, chỉ có cơ hội trèo lên cao. Nói rồi y thở dài. Đây không phải là điều y có thể thay đổi, bản thân đang ở nơi đó, đôi khi muốn làm vài việc thiết thực thật ra vẫn khá khó. Diệp Quân nói, Nam huynh, huynh từng tiếp xúc với thần minh chưa? Nam Tiêu lắc đầu, sao ta có thể tiếp xúc với thần minh được? Ngay cả chủ thần điện mà ta cũng khó mà tiếp xúc được. Diệp Quân hơi ngờ vực, vậy sức mạnh ý chí thần minh này? Nam Tiêu nói, quan ấn, trong quan ấn có chứa sức mạnh ý chí thần minh, chỉ cần ta đạt đến cấp bậc nhất định thì có thể có được quan ấn này, sau đó có thể đạt được sức mạnh ý chí thần minh mạnh hơn. Nhưng đó chỉ là sức mạnh, không phải bản thân thần minh. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Tang Mi bỗng nói, người tín ngưỡng thần minh là vì ý nghĩ tín ngưỡng thần minh, chẳng hạn như phổ độ chúng sinh. Hay là vì có sức mạnh đạt được nên tín ngưỡng. Nam Tiêu cười nói, không giấu gì em gái. Diệp Quân sửa lại, ta và Tang Mi cô nương là bạn. Nói rồi hắn nhìn Tang Mi không tức giận. Nam Tiêu nhìn hai người, sau đó nói, không giấu gì Tang cô nương, trong lòng ta tôn kính thần minh, nhưng nói thật, nếu không có lợi thì không ai có thể tin vào thần minh cả. Tang Mi khẽ nói, ta hiểu rồi, thật ra thứ người tín ngưỡng không phải là bản thân thần minh mà là sức mạnh, quyền lợi. Nam Tiêu không biết nên nói thế nào nữa. Tang Mi cười nói, việc này không có vấn đề gì, dù sao thì người không vì mình, trời chu đất diệt, mà ngươi. Đã là người không tệ trong số rất nhiều quan viên rồi, ít nhất ngươi còn có lòng nhân từ. Nam Tiêu cười khổ nói, đối với người như ta, chủ thần có lẽ là mục đích cuối cùng của cuộc đời. Nhưng trong khoảng thời gian này, ta cũng có vài ý tưởng, nếu có thể vừa có được quyền lực và sức mạnh, vừa có thể làm vài việc cho người bên dưới. Vậy thì tốt quá. Tang Mi mỉm cười, suy nghĩ này của ngươi cũng rất hay. Diệp Quân bỗng nói, dạo gần đây nhà họ Quân có động tĩnh gì không? Nam Tiêu trầm giọng nói, động tĩnh không nhỏ, vẫn đang liên tục bêu xấu ta và huynh, nhưng không sao, bên trên sắp chỉnh đốn chúng rồi. Diệp Quân hỏi, đại tiểu thư nhà họ Quân đó là người thế nào? Nam Tiêu trầm giọng nói, người phụ nữ này không đơn giản, nói ra cũng rất lạ, lúc đầu cô ta rất bình thường, nhưng sau đó không biết vì sao lại đột nhiên bộc lộ ra thiên phú kinh người. Hơn nữa còn vươn đến tầm cao với tốc độ rất nhanh, sau đó trở thành người đứng đầu nhà họ Quân trong thời gian rất ngắn. Kể từ khi cô ta đứng đầu nhà họ Quân, tài sản của nhà họ Quân đã tăng lên rất nhiều dưới sự lãnh đạo của cô ta. Diệp Quân nhíu mày. Tang Mi bỗng nói, vật như cũ mà người thì khác xưa. Diệp Quân và Nam Tiêu nhìn Tang Mi khẽ cười, không nói gì thêm. Diệp Quân nhìn Nam Tiêu. Nhà họ Quân có tài sản ở chúng thần điện khác không? Nam Tiêu trầm giọng nói, có, hơn nữa quy mô không nhỏ. Diệp Quân khẽ nói, ta hiểu rồi. Nói rồi hắn nhìn xung quanh, hiện giờ nơi này hỗn tạp, Nam huynh phải để ý một chút. Nam Tiêu cười nói, yên tâm, bây giờ chấp pháp vệ và quân cận vệ đều nghe theo chỉ huy của ta đã bảo họ phái người đến, ta sẽ chú ý nơi này. Diệp Quân gật đầu. Nói chuyện với Nam Tiêu một lúc, Diệp Quân và Tang Mi đứng dậy rời đi. Trên đường đi, Diệp Quân bỗng nói, ta hơi lo. Tang Mi quay sang nhìn Diệp Quân, ngươi sợ cách này của ngươi bị các thần trong chúng thần điện lạm dụng à? Diệp Quân gật đầu. Tang Mi nói, có từng nghĩ thay thế không? Diệp Quân ngạc nhiên nhìn Tang Mi. Tang Mi cười nói, chỉ có nắm quyền mới có thể làm được nhiều việc hơn. Diệp Quân lắc đầu, người có trí tuệ thường không khoe mẽ, quân tử có tài nhưng không được như ý. Tang Mi im lặng một lúc, khẽ gật đầu, ta hiểu. Sau khi về đến phủ, Diệp Quân tiếp tục chăm chỉ tu luyện, Tang Mi thì không biết lại chạy đi đâu. Bây giờ Diệp Quân luôn có cảm giác cho dù thực lực tăng lên bao nhiêu cũng không cảm thấy an toàn. Giống như bây giờ, cho dù không sử dụng kiếm Thanh Huyên, có tự tin có thể đánh với một vị chủ thần. Nhưng hắn chỉ là không có cảm giác an toàn. Hình như có nguy hiểm chưa biết trước gì đó cứ luôn đến gần hắn. Lẽ nào là chủ nhân bút đại đạo?
hắn nghĩ là có khả năng, mặc dù đại bá của hắn bảo tên khốn kiếp này không được đến gây phiền toái cho hắn trong vòng 100 năm, nhưng hắn không nghĩ chủ nhân bút đại đạo sẽ giữ lời. Hơn nữa bên ngoài thì không thể đến, nhưng âm thầm thì sao? Diệp Quân không suy nghĩ nữa, tiếp tục tu luyện. Việc cấp bách bây giờ là nâng cao thực lực. Thoáng chốc nửa tháng đã trôi qua. Hiện giờ khu ổ chuột đã khác hoàn toàn, vô số thế gia và tông môn đổ về, giờ đây mỗi tấc đất ở đây đều quý giá, số phận của người dân nơi đây cũng có những thay đổi kinh thiên động địa. Trong khoảng thời gian này, ngày nào Tang Mi cũng ở khu ổ chuột để đích thân giám sát cô, vì mọi người đều biết cô ta có mối quan hệ không tầm thường với Diệp Quân, mà Diệp Quân là huynh đệ của Nam Tiêu, thế nên các cường giả chúng điện thần đều rất tôn trọng cô ta, cũng sẵn lòng phối hợp với cô ta. Học viện bình thường do chúng thần điện mở cũng đã được thành lập, Tang Mi chủ động xin làm giáo viên, thế là hàng ngày ngoài việc giám sát các tông môn và thế gia, cô ta còn dạy học. Chấm. Buổi tối tại nhà họ Quân. Trong đại điện, các cường giả nhà họ Quân đều tập trung tại điện. Hôm nay Quân U mặc một chiếc áo đen, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, thắt lưng là một dải duy băng màu tím, khiến dáng người của cô ta trông vô cùng duyên dáng và mảnh mai. Lúc này cô vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị. Trước mặt cô ta có 19 người, 19 người này đều là cường giả hàng đầu của nhà họ Quân, trong đó có 6 vị thần cao cấp, còn lại đều là cường giả thần cảnh, trong tay đều cầm một món đạo khí. Cường giả thần cảnh có đạo khí có thể đánh lại cường giả cảnh giới thần cao cấp. Quân Diên nhìn Quân U, đã quyết định thật rồi sao? Quân U bình tĩnh nói, ông nói thử xem. Ánh mắt Quân Diên hiện lên vẻ tàn ác, do dự không quyết chỉ làm cho tình hình làm hỗn loạn, vậy thì đánh. Quân Quyết cáu kỉnh bật cười, ông đây đã muốn làm thế từ lâu rồi. Quân U đi ra ngoài, sau khi cô ta bước ra ngoài, có 12 người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt cô ta, người đồ đen dẫn đầu là một cường giả cấp chủ thần, phía sau ông ta đều là những cường giả cảnh giới thần cao cấp. Thấy trận thế như vậy, cường giả nhà họ Quân đều rất bất ngờ. Người đồ đen dẫn đầu nhìn Quân U, khàn giọng nói, 500 triệu chân linh tinh. Quân U đưa tay phải ra, một chiếc nhẫn bay đến trước mặt người đồ đen. Bên trong là 300 triệu chân linh tinh. Quân U nói, sau khi xong việc, 200 triệu chân linh tinh còn lại sẽ đến tay ngươi, cộng thêm một món đạo khí cực phẩm. Người đồ đen không do dự, được. Quân U nói, đi thôi. Chẳng mấy chốc một hàng người biến mất khỏi đó. Mục tiêu của họ là phủ tư mệnh. Tấn công cơ quan dẫn đầu. Quân U nhìn tận cuối đêm đen, Diệp Quân, ngươi nghĩ vị thiên mệnh đứng phía sau ngươi có thể bảo vệ được ngươi sao? Nếu ngươi nghĩ thế thật thì ngươi sẽ thất vọng đấy. Trên đường đi, không ai trong số các cường giả nhà họ Quân có thể ngờ rằng Quân U sẽ bất ngờ tấn công Diệp Quân, hơn nữa mục tiêu là phủ tư mệnh, vì Diệp Quân sống trong phủ tư mệnh. Quân Diên hiểu được hành động tấn công của Quân U. Vì khoảng thời gian này ông ta đã nhận ra sự bất ổn. Từ khi chuyện xảy ra đến nay, điện chủ thần vẫn luôn giữ im lặng, quá mức bất thường. Nếu trước đó họ giữ im lặng thì họ sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ điện chủ thần không chỉ giữ im lặng mà còn giao cho Nam Tiêu những trọng trách quan trọng. Điều này có nghĩa là gì? Tức là các vị chủ thần ở điện chủ thần đã hoàn toàn đứng về phía Nam Tiêu, không chỉ thế. Hiện tại rất có thể Nam Tiêu sẽ trở thành chủ thần tiếp theo. Một khi Nam Tiêu trở thành chủ thần tiếp theo, lúc đó cực kỳ bất lợi với nhà họ Quân. Thế nên bây giờ nhà họ Quân phải ra tay. Nhưng ông ta cũng không ngờ Quân U lại dám dẫn họ tấn công phủ tư mệnh. Phủ tư mệnh đại diện cho chúng thần điện. Quân Diên không khỏi lo lắng nhìn Quân U, nhưng Quân U không giải thích gì, trong mắt cô ta chỉ có sự bình tĩnh. Quân Diên im lặng một lúc, thu ánh mắt lại, cuối cùng ông ta chọn tin tưởng Quân U, từ khi Quân U nắm quyền quản lý nhà họ Quân, thế lực của nhà họ Quân nhanh chóng bành trướng, hoàn toàn không thể nghi ngờ gì về năng lực của cô ta, chỉ là điều khiến ông ta hơi ngờ vực là Quân U tìm ở đâu ra nhiều cường giả bí ẩn thế. Tốc độ của mọi người cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã đến phủ tư mệnh. Vì phải giám sát các thế gia và tông môn trong khu dân nghèo nên lúc này thủ vệ ở phủ tư minh rất ít. Chỉ có mấy chục người, khi nhìn thấy các cường giả của nhà họ Quân, thủ vệ của phủ tư mệnh cũng bối rối. Mấy người này muốn làm gì?
Một thống lĩnh dẫn đầu Phủ Tư Mệnh thấy tình hình không ổn thì lập tức bước ra, y lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người nhà họ Quân, nghiêm giọng nói, các ngươi muốn làm phản. Lúc này người đồ đen bên cạnh Quân U bỗng biến mất khỏi đó. Đồng tử thống lĩnh đó co rụt lại, vừa định ra tay, ngay sau đó một ánh sáng đen xuyên người y, lập tức biến thành máu. Bị giết chết. Các cường giả nhà họ Quân ở đằng sau Quân U nhìn nhau. Giết thật rồi. Mục tiêu chẳng phải là Diệp Quân sao? Sao còn giết cả người của Phủ Tư Mệnh? Quân U bỗng nói, đi gặp Diệp công tử đó. Một các cường giả đánh thẳng vào Phủ Tư Mệnh. Khu dân nghèo. Nam Tiêu đang tuần tra bỗng dừng lại, thời không trước mặt y khẽ run lên, ngay sau đó sắc mặt của y thay đổi, mẹ kiếp. Nhà họ Quân làm phản, mọi người đi theo ta. Nói rồi y dẫn tất cả cường giả ở đó lao lên trời. Ở một nơi nào đó, Tang Mi bỗng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy đám người Nam Tiêu bay lên trời, cô ta cau mày. Trong một đại điện nào đó, Khuất Tấn bỗng đứng lên, y ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài. Hơi ngạc nhiên nói, nhà họ Quân. Phản rồi. Người đồ trắng ở cách bên cạnh y không xa híp mắt, cũng khá ngạc nhiên, phản rồi. Khuất Tấn sầm mặt, ừ. Sau khi nghe Khuất Tấn xác nhận, người đồ trắng lập tức đứng dậy, ông ta không thể tin được, đại tiểu thư nhà họ Quân này điên rồi sao? Cô ta định làm gì? Khuất Tấn nhìn chăm chú ra ngoài, người phụ nữ này muốn làm gì? Nói rồi, y như nhận ra điều gì. Vội nói, người đâu? Vừa dứt lời, mấy người cường giả đỉnh cấp xuất hiện, khí tức của ai cũng khó dò. Khoan đã! Người đồ trắng bỗng ngăn Khuất Tấn lại, lão đại, đợi đã! Khuất Tấn quay lại nhìn người đồ trắng, ánh mắt người đồ trắng hiện lên vẻ u ám, mục tiêu của người phụ nữ đó là Diệp Quân, cũng là Nam Tiêu. Mà nếu cô ta đã dùng hết sức lực để làm điều này, chắc là cô ta phải có một con át chủ bài. Ý ta là chúng ta có thể đợi, đợi Nam Tiêu đó cũng. Khuất Tấn im lặng. Từ lúc các vị chủ thần phía trên bảo y và qua hàn trợ giúp Nam Tiêu, y đã biết Nam Tiêu là chủ thần thứ bảy, điều này gần như là chắc chắn. Dĩ nhiên y và qua hàn đều không cam lòng, dù sao y và qua hàn đã âm mưu nhiều năm như vậy, chỉ còn cách một bước nữa là tiến lên một bước, nhưng hiện tại lại bị Nam Tiêu giành mất. Lúc này dĩ nhiên y hiểu rõ ý của người đồ trắng. Nếu nhà họ Quân giải quyết Nam Tiêu thật tức là giải quyết một đối thủ cạnh tranh cho y. Tuy nhiên, suy nghĩ này vừa nảy sinh đã bị chính bản thân y dập tắt, Khuất Tấn trầm giọng nói, Bạch Bào, đại trượng phu, có việc có thể làm, có việc không nên làm, sao ta có thể chỉ vì lợi ích cá nhân mà làm trái nguyên tắc. Tất cả mọi người lập tức đến Phủ Tư Mệnh với ta. Nói rồi y phất áo bước ra khỏi điện. Bạch Bào do dự, cũng lập tức đi theo. Phủ Tư Mệnh. Quân U đến bên ngoài phòng tu luyện của Diệp Quân, lúc này cửa điện của phòng tu luyện chậm rãi mở ra, Diệp Quân bước ra. Diệp Quân mặc một bộ đồ đơn giản, không cầm kiếm, lúc nhìn thấy đám người Quân U, hắn cũng hơi ngạc nhiên. Vì hắn cũng không ngờ người phụ nữ này lại điên cuồng đến thế. Làm thế chẳng khác nào làm phản cả. Quân U nhìn Diệp Quân, sắc mặt rất bình tĩnh, Diệp công tử, lại gặp nhau rồi. Diệp Quân mỉm cười nói, cô nương vội vàng giết ta thế à? Quân U gật đầu, nếu người như công tử có thể làm bạn, tất nhiên là tốt, nếu đã không thể làm bạn thì nhanh chóng tiêu diệt. Diệp Quân nhìn Quân U, cười nói, vậy thì cô còn đợi gì nữa? Hỗn láo! Quân Quyền bỗng tiến ra một bước, tức giận chỉ vào Diệp Quân, sắp chết đến nơi rồi mà còn kiêu ngạo, ông đây tiễn ngươi đi gặp cha ngươi. Nói rồi ông ta tiến lên trước, đấm mạnh một cú vào đầu Diệp Quân, thế nhưng ngay sau đó. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Quân Quyền, sức mạnh cực lớn khiến ông ta lùi lại, cuối cùng bị ghim vào bức tường phía xa. Quân Quyền trợn tròn mắt, ông ta khó tin nhìn Diệp Quân, địch. Ngươi đánh giỏi thế. Mọi người đều há hốc mồm. Diệp Quân nhìn Quân U, sau đó nhìn sang người đồ đen bên cạnh cô ta. Hơi phấn khích nói, cường giả cảnh giới chủ thần. Đến đây. Mọi người. Người đồ đen bên cạnh Quân U khàn giọng nói, đại tiểu thư, cô không nói thực lực của người này đã đạt đến cấp bậc chủ thần. Quân U bình tĩnh nói, ngươi có thể nuốt lời. Người đồ đen lắc đầu, không,
ý của ta là thêm tiền. Quân U rất hào phóng, tăng gấp đôi. Người đồ đen bật cười, vậy cảm ơn đại tiểu thư. Nói rồi gã bỗng tiến lên trước, một luồng uy lực đáng sợ bao phủ lấy Diệp Quân. Các cường giả phía sau gã biến sắc, lập tức lùi về sau. Uy lực của người đồ đen giống như một dòng nước lũ vô tận, chỉ một luồng uy lực đã khiến nhiều người không chịu nổi. Cường giả cảnh giới chủ thần. Lúc cảm nhận được uy lực của người đồ đen, Diệp Quân lại trở nên phấn khích. Từ sau trận chiến với chủ nhân Bút Đại Đạo, hắn cũng chưa đánh nhau lần nữa, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều điên cuồng luyện tập, đạt được một số thành tựu, cho nên tay hắn cũng rất ngứa ngáy, bây giờ cuối cùng hắn cũng có thể so chiêu với cường giả đỉnh cấp của nền văn minh này. Diệp Quân cũng tiến lên một bước, một tiếng kiếm kêu bỗng vang lên từ trong sân, sau đó mọi người nhìn thấy một tia kiếm quang nhanh như chớp đánh mạnh vào người đồ đen. Khi cảm nhận được kiếm thế đáng sợ đó của Diệp Quân, các cường giả nhà họ Quân đều không thể tin được. Họ hoàn toàn không ngờ thực lực của Diệp Quân lại mạnh như thế, thế mà có thể đánh bại được cường giả cảnh giới chủ thần. Quân U lại bình tĩnh lạ thường. Cách đó không xa, thanh kiếm của Diệp Quân xé toạc khí tức và sức mạnh của người đồ đen thành một cái lỗ, thanh kiếm đâm thẳng vào, giết chết người đồ đen. Thấy kiếm của Diệp Quân lao đến, ánh mắt người đồ đen hiện lên vẻ ngạc nhiên, thú vị. Nói rồi cơ thể gã bỗng trở nên hư ảo, trên kiếm của Diệp Quân bỗng xuất hiện những phù văn dày đặc và kỳ quái. Ngay lúc những phù văn đó xuất hiện, tốc độ kiếm của Diệp Quân lập tức trở nên chậm hơn, cùng lúc đó toàn bộ kiếm ý bắt đầu bị ăn mòn. Diệp Quân bỗng tiến lên một bước, kiếm quang sáng lên từ dưới chân, nhát kiếm của hắn lập tức chém tới trước mặt người đồ đen, người đồ đen lại cười một cách quái dị. Chỉ thấy gã đột nhiên giơ tay phải lên, ấn mạnh xuống, vô số phù văn màu đen lao ra, nhấn chìm Diệp Quân. Những phù văn màu đen đó giống như dây xích sắt quấn lấy Diệp Quân, một luồng khí tức chết chóc và ăn mòn lan từ trên trời xuống đất. Khi cảm nhận được luồng khí chết chóc và ăn mòn này, sắc mặt của các cường giả xung quanh thay đổi, đều lùi về sau. Mặc dù đa số chỉ cách nhau một cảnh giới với cường giả cảnh giới chủ thần, nhưng một cảnh giới này là cách biệt cực lớn. Đúng lúc này, một tiếng kiếm vang lên, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những phù văn màu đen đó bị kiếm quang chém thành từng mảnh, sau đó một tia kiếm quang lao thẳng đến chỗ người đồ đen. Người đồ đen cười nhạo, có bản lĩnh đấy. Nói rồi hai tay gã giơ lên, sau đó đè xuống. Ầm. Khu vực thời không mà gã và Diệp Quân đang đứng lập tức sôi sục, sau đó Diệp Quân và kiếm của hắn bị áp chế, dưới uy lực bí ẩn đáng sợ này. Kiếm quang của Diệp Quân bắt đầu dần biến mất. Diệp Quân bỗng lắc tay phải, một tiếng kiếm vang lên, kiếm trong tay đánh tan uy lực bí ẩn trong sân. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đồ đen, khẽ cười, đại đạo áp chế. Đạo của ngươi không áp chế được ta. Vậy à? Người đồ đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, nào, để ta xem thử ngươi yêu nghiệt thế nào. Nói rồi gã biến mất khỏi đó. Thấy đại đạo của mình vậy mà lại không áp chế nổi đạo của Diệp Quân, người áo đen cuối cùng cũng có phần cảnh giác với Diệp Quân, bởi vì đại đạo mà không áp chế nổi Diệp Quân đồng nghĩa là cảnh giới đại đạo của thiếu niên kiếm tu trước mặt này không hề thấp hơn y. Gặp phải đối thủ rồi. Y không dám khinh địch, lập tức bước về phía trước một bước rồi biến mất. Mà vào khoảnh khắc y biến mất đó, thời không ở xung quanh Diệp Quân đột nhiên rạn nứt, tiếp theo đó. Từng sợi dây xích phù văn thần bí từ trong những thời không bị rạn nứt đó bay ra ngoài, lao thẳng về phía Diệp Quân. Thấy những sợi xích này, vẻ mặt Diệp Quân vẫn vô cùng bình tĩnh, cổ tay khẽ run lên, kiếm quang như một trận động đất lao ra ngoài, hai luồng sức mạnh vừa va chạm vào nhau, từng tiếng nổ khủng khiếp vang dội ra khắp nơi. Cách đó không xa, bên cạnh Quân U, Quân Diên trầm giọng nói, nhiều nhất hơn chục hơi thở nữa, mấy người Nam Tiêu có thể chạy về rồi. Chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian được nữa. Quân U nhìn chằm chằm Diệp Quân, vậy cùng lên đi. Cùng lên. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Quân U, một đám cường giả nhà họ Quân và cường giả do người áo đen mang tới đều đồng loạt lao về phía Diệp Quân. Đánh hội đồng. Xa xa, thấy một đám cường giả nhà họ Quân giết tới, Diệp Quân lại cười lớn, cùng lên đi có gì phải sợ chứ. Dứt lời. Hắn một kiếm chém lui một cường giả ở cảnh giới chủ thần, tiếp theo đó, hắn mạnh mẽ chém ngang, kiếm quang chợt lóe, một đám cường giả nhà họ Quân bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt,
vài tên cường giả nhà họ Quân dẫn đầu thì bị chém chết ngay tại chỗ. Giờ khắc này, những cường giả tới vây công Diệp Quân nhất thời đều sợ hãi. Kiếm tu cấp bậc chủ thần. Diệp Quân cầm kiếm đứng đó sừng sững, giữa lông mày hiện ra sự phong lưu ngang ngược. Hắn nhìn người áo đen ở phía xa xa, trong mắt không hề che giấu sự phấn khích, người ẩn giấu thực lực làm gì. Nào nào, sử dụng hết toàn bộ sức lực của ngươi đi nào để ta cảm nhận cảm giác nguy hiểm một chút, ta đã rất lâu không có cảm giác này rồi. Tông Tín. Người áo đen trừng mắt nhìn Diệp Quân, thực sự đã xem thường ngươi rồi, dám có ý tưởng vô địch mà lại đi được đến trình độ này, quả không hổ là. Nói đến đây, y không tiếp tục nói nữa. Diệp Quân không nói gì, hắn hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, Tang Nghi nói rất đúng, đời người là không ngừng khiêu chiến với bản thân, để bản thân ở giai đoạn thống khổ nhất, hiện giờ cảm giác vô địch này mặc dù rất sảng khoái, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Tông Tín đột nhiên nói, trước đây ta nghe Tiểu Tháp nói, trước kia ngươi đẹp trai không quá 3 ngày, đúng không? Diệp Quân. Chính vào lúc này, người áo đen đột nhiên mở lòng bàn tay ta. Trong tay y đột nhiên xuất hiện một tấm bùa đen. Đạo khí cực phẩm. Hai mắt người áo đen chậm rãi nhắm lại, tấm bùa đen đó lập tức bốc cháy, mà cùng lúc đó, thời không ở xung quanh Diệp Quân đột nhiên trở thành một biển lửa kỳ dị. Đối mặt với biển lửa kỳ dị này, Diệp Quân vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn cầm kiếm chém ngang, kiếm quang hiện lên, tất cả ngọn lửa vậy mà lại không thể tới gần hắn. Xa xa, người áo đen đột nhiên nói, Diệt. Dứt lời, tấm bùa đang bốc cháy trong tay y đột nhiên hóa thành một ngọn lửa lao về phía Diệp Quân, những chỗ mà ngọn lửa đi qua, thời không hoàn toàn không chịu đựng nổi, bị dung hợp. Diệp Quân cầm kiếm đâm về phía trước, trực tiếp đâm vào tấm bùa lửa đó. Mà lúc này, bên trong tấm bùa lửa lại đột nhiên hiện ra một uy lực đại đạo, cộng với uy thế đại đạo từ trên người của người áo đen, đây là hai loại đạo thế chồng chéo. Người và đạo khí cực phẩm dung hợp. Loại chiến lực này được khai triển ra sẽ vượt xa cường giả ở cảnh giới chủ thần thông thường, từng luồng khí tức đại đạo khủng bố như thủy triều chèn ép lao về phía Diệp Quân, những luồng kiếm quang mà Diệp Quân thả ra, bắt đầu tan biến từng chút một dưới sự liên hợp của người áo đen với đạo khí cực phẩm này. Đạo khí cực phẩm, thần vật ở cấp bậc này thì bản thân sẽ tương đương với một vị cường giả cảnh giới chủ thần, mà nếu do người luyện chế ra nó sử dụng thì uy lực sẽ lại càng khủng bố. Giờ phút này, kiếm ý của Diệp Quân đã bắt đầu không chịu đựng được sức mạnh của người áo đen. Chính vào lúc này, hai mắt Diệp Quân từ từ nhắm lại, giây sau, người áo đen lập tức biến sắc. Chỉ thấy kiếm của Diệp Quân giống như ma quỷ mà xuyên thẳng qua đạo khí cực phẩm của y, trực tiếp giết tới trước mặt y, mà giờ phút này đạo khí cực phẩm của y lại giống như bị cái gì đó giữ lại. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy người áo đen liên tiếp bị đánh lui. Mà trong lúc y liên tục bị đánh lui đó, trước ngực y có luồng kiếm quang lóe sáng. Vẻ mặt của đám cường giả nhà họ Quân sững sờ, bị giết rồi sao? Chỉ có Quân U đứng đầu vẫn chấn định như cũ, đám cường giả nhà họ Quân thấy Quân U chấn định như vậy cũng đồng loạt ổn định lại tâm tình, không lộn xộn nữa. Cách đó không xa, Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn người áo đen, dưới lớp áo đen là một bộ giáp màu vàng, mà vào lúc này, trên tấm giáp màu vàng đó đã hằn lên một vết kiếm sâu. Đạo khí cực phẩm. Hai đạo khí cực phẩm. Diệp Quân cau mày, tên này vậy mà lại giàu có như vậy, lai lịch quả không bình thường. Hắn liếc nhìn Quân U vẫn đang chấn định ở phía xa xa, bản thân không thể khinh thường, cô gái này có phần không bình thường. Sao có thể? Người áo đen có phần khó tin nhìn Diệp Quân, kiếm của ngươi lại có thể kéo dài được thời gian của ta. Đạo thời gian của ngươi lại áp chế được thời gian của ta. Ánh mắt Diệp Quân thu hồi lại từ trên người Quân U, hắn nhìn người áo đen, cười nói, một thân đạo khí cực phẩm. Ngươi quả thực rất có tiền, không giống ta, chỉ có một tòa tháp, một thanh kiếm. Tông Tín. Người áo đen lạnh lùng đáp, trang bị cũng là một loại thực lực, bản thân ngươi không có chẳng lẽ lại không cho phép người khác dùng sao? Diệp Quân gật đầu, có lý. Hai tay người áo đen từ từ nắm lại, một luồng khí tức cường đại trực tiếp bao trùm lên Diệp Quân, vừa định ra tay lần nữa thì vào lúc này, cuối chân trời lại đột nhiên rạn nứt, tiếp sau đó, một giọng nói như sấm rền bỗng nhiên vang vọng, con mẹ nó ai dám động vào Diệp huynh của ta. Dứt lời,
Một thân hình hệt như bôn lôi trực tiếp xé mở thời không, xuất hiện giữa không trung. Người tới chính là Nam Tiêu. Sau lưng Nam Tiêu là một đám cường giả chúng thần điện mà y mang về. Ngoài ra, Khuất Tấn cũng mang theo thị vệ của gã tới đây, theo sát phía sau là Qua Hàn. Mà những cường giả hai người họ mang tới đều là những cường giả tinh nhuệ nhất. Một đám cường giả chúng thần điện đồng loạt bao vây đám cường giả nhà họ Quân lại. Thấy cảnh này, sắc mặt của đám cường giả nhà họ Quân lập tức trở lên vô cùng khó coi, tất nhiên nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Lúc này bọn họ mới hoàn hồn lại, hình như là bọn họ đang tạo phản. Đám cường giả nhà họ Quân lần lượt nhìn về phía Quân U đứng đầu, sắc mặt Quân U vẫn vô cùng bình tĩnh, vững như bàn thạch. Nam Tiêu đuổi tới thấy Diệp Quân không có chuyện gì lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đó, sắc mặt y lập tức trở lên dữ tợn, y quay đầu nhìn Quân U ở phía xa xa, cả giận nói, nhà họ Quân dám cả gan tạo phản. Tạo phản, lời vừa nói ra, sắc mặt của một đám cường giả nhà họ Quân lập tức trở lên trắng bệch. Ngoại trừ Quân U vẫn còn bình tĩnh, lúc này những người khác đã vô cùng hoảng hốt. Lúc này, Khuất Tấn đi tới bên cạnh Nam Tiêu, gã nhìn người áo đen ở phía xa xa, đề phòng nói, chuyện này có cái gì đó không đúng. Nam Tiêu yên lặng, y tất nhiên biết chuyện này không đúng, Quân U dám làm như vậy, hoặc là bị điên hoặc là có con át chủ bài siêu cấp. Y không cho rằng người phụ nữ này bị điên. Quân U chậm rãi đi ra. Cô ta nhìn Diệp Quân ở bên cạnh Nam Tiêu, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng quả thực không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh đến như vậy, thực sự khiến người ta bất ngờ. Diệp Quân nhìn Quân U, thực lực của cô hẳn cũng không tồi. Quân U bật cười, nhưng lại không hề tiếp lời, mà nói, Diệp Quân, nhà họ Quân ta với ngươi vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Diệp Quân xua tay, trực tiếp ngắt lời cô ta, Quân U cô nương, sự việc đã tới nước này có nói nữa cũng vô dụng. Ta biết cô dám làm như vậy tất nhiên là có át chủ bài, nếu đã có át chủ bài vậy thì đừng phí lời nữa, lật bài đi. Một bên, Khuất Tấn đột nhiên nói, không đúng. Đám người đồng loạt nhìn Khuất Tấn gắt gao nhìn Quân U, khi vừa nhận được tin tức, có một đám cường giả đã cưỡng ép xông vào thành chúng thần, giờ đang đuổi tới đây. Dứt lời, cường giả chúng thần điện đều cả kinh. Một đám cường giả cưỡng ép đi vào thành chúng điện. Chẳng lẽ nhà họ Quân thực sự muốn dốc toàn lực của toàn tộc để tạo phản sao? Nhưng mà không đúng. Nhà họ Quân mạnh như vậy từ lúc nào? Nam Tiêu gắt gao nhìn Quân U, chẳng lẽ cô đã liên hợp với thế lực nào rồi? Y biết, với sức lực nhà họ Quân tuyệt đối không thể chống lại được chúng thần điện, vậy chỉ có một cách giải thích, nhà họ Quân đã liên thủ với thế lực thần bí nào khác rồi? Người đâu? Lúc này... Giọng nói của Qua Hàn ở cách đó không xa đột nhiên vang lên, dứt lời, xung quanh xuất hiện vô số quân cận vệ, bọn họ đồng loạt bao vây lại, không chỉ như vậy, một số cường giả quân cận vệ đang bế quan cũng đồng loạt xuất quan, đuổi tới đây. Mà Khuất Tấn cũng lập tức gọi toàn bộ cường giả quân cận vệ đang bế quan xuất hiện. Lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện mấy chục luồng khí tức khủng bố, những luồng khí tức đó như thủy triều mà cuộn trào tới. Cảm nhận được những luồng khí tức khủng bố này, sắc mặt của đám người Nam Tiêu trở lên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện này không đúng. Bởi vì trong những khí tức kia, bọn họ cảm nhận được có ít nhất phải có 3 cường giả ở cấp bậc chủ thần. Làm sao có thể? Rất nhanh, mấy chục tên áo đen đã xuất hiện, bọn chúng đến đằng sau lưng người áo đen, từng người đứng như những cây giáo, trên người tỏa ra khí tức sắc bén khủng bố. Nam Tiêu gắt gao nhìn người áo đen đứng đầu, các ngươi dám công khai tạo phản, đây chính là. Người áo đen đứng đầu lại đột nhiên ngắt lời y, vung tay, cởi. Dứt lời, gã và một đám người áo đen ở sau lưng gã đột nhiên xé lớp áo đen trên người mình, dưới lớp áo đen là một bộ chiến giáp màu vàng sậm. Tất cả đều là đạo khí. Người áo đen đứng đầu lấy ra một tấm lệnh bài hướng về Nam Tiêu, hét lớn. Ta là Tiêu Uyên thống lĩnh thần vệ quân trung chúng thần điện, phụng mệnh của thần điện chủ trung chúng thần điện xuyên vùng chấp pháp, truy đuổi kẻ báng bổ Diệp Quân, nếu như có người cản trở, giết ngay tại chỗ. Hiện trường yên lặng như tờ. Trung chúng thần điện. Xuyên vùng chấp pháp. Nam Tiêu, Khuất Tấn và Qua Hàn cùng các cường giả nam chúng thần điện đều ngây người. Trung chúng thần điện.
họ cứ tưởng là nhà họ Quân bắt tay với thế lực bí ẩn khác để tạo phản, nhưng không ngờ nhóm cường giả bí ẩn này lại là quân thần vệ của Trung Chúng Thần Điện. Quân thần vệ. Đó là thân quân thần điện chủ của Trung Chúng Thần Điện. Còn có chấp pháp xuyên khu vực này. Nếu là bình thường, năm chúng thần điện sẽ có chính quyền riêng, không ai có thể can thiệp vào việc nội bộ, nhưng có một trường hợp đặc biệt, đó là khi đối mặt với kẻ tiết độc, năm chúng thần điện đều có quyền và nghĩa vụ bắt giữ. Hợp pháp. Hợp lý. Sắc mặt Nam Tiêu vô cùng khó coi, y không ngờ thân phận tiết độc của Diệp Quân lại bị lộ rồi. Nhà họ Quân. Nam Tiêu nhìn chằm chằm Quân U ở đằng xa, y vô cùng khó hiểu, sao người phụ nữ này biết Diệp Huynh là kẻ tiết độc vậy chứ? Diệp Quân cũng khá ngạc nhiên, bây giờ hắn đã hiểu tại sao người phụ nữ này lại bình tĩnh như thế. Người đâu, lập tức kéo ra. Giọng Tiêu Uyên bỗng vang lên. Khí tức của hai cường giả cảnh giới chủ thần bao vây lấy Diệp Quân, muốn cưỡng ép lôi đi. Ngay lúc này, Nam Tiêu bỗng tức giận nói, mẹ kiếp, ai dám. Nói rồi y bước ra chắn trước mặt Diệp Quân. Qua Hàn và Khuất Tấn nhìn nhau, cùng giữ im lặng. Tiêu Uyên nhìn Nam Tiêu, ánh mắt hiện lên sát khí, sao nào, người của Nam Chúng Thần Điện muốn bao che cho kẻ tiết độc à? Nam Tiêu nhìn lại gã, người nói Diệp Huynh là tiết độc, vậy có chứng cứ không? Nếu không có, ông đây sẽ tố cáo là người bôi nhọ. Tiêu Uyên cười mỉa mai, chứng cứ? Nếu không có chứng cứ, sao bọn ta sẽ vượt tinh vực đến đây à? Quân U cô nương. Quân U chậm rãi bước ra, người đâu? Cô ta vừa dứt lời. Một người đàn ông trung niên bước ra. Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Diệp Quân cau mày, người đờ này chính là ông lão áo đỏ mà hắn gặp khi đến dị vực để giải cứu người khác, cũng là mệnh ngôn thư đưa cho hắn lúc trước. Nhìn thấy Diệp Quân, ánh mắt ông lão áo đỏ lóe lên như cảm thấy áy náy. Quân U nhìn chằm chằm Diệp Quân, chậm rãi nói, lúc đầu Diệp Quân đã thề với thần hồn của mình sẽ lật đổ chúng thần điện. Ngay từ đầu lời thề này đáng lẽ vẫn động đến Nam Tiêu Đại Nhân, Nam Tiêu Đại Nhân đã đến đế vực đó chắc cũng là vì chuyện này nhỉ. Hơn nữa, lời thề của Diệp Quân chắc chắn đã được ghi vào hồ sơ chỗ Nam Tiêu Đại Nhân. Tất nhiên, ta không biết Nam Tiêu Đại Nhân có xóa hay không thôi. Sắc mặt Nam Tiêu vô cùng khó coi, có thế nào y cũng không ngờ Quân U lại còn biết những chuyện này. Quân U chậm rãi nói, đương nhiên. Nếu Nam Tiêu Đại Nhân không thừa nhận cũng không sao cả, đợi sau khi bắt được Diệp Quân, Tiêu Uyên Đại Nhân có thể lột bỏ thần hồn, rút ký ức đi, đến lúc đó chân tướng sẽ bại lộ. Tiêu Uyên thấy sắc mặt Nam Tiêu khó coi, bèn cười nhạo, người đâu, lôi Diệp Quân đi. Cường giả bên cạnh gã định ra tay, Nam Tiêu tức giận quát, ta xem ai dám. Hỗn láo. Tiêu Uyên nhìn Nam Tiêu, quát, Nam Tiêu, ngươi là người chấp pháp của chúng thần điện. Lẽ nào biết luật mà lại còn phạm pháp? Nam Tiêu không cảm xúc nói, hắn là người của Nam Chúng Thần Điện ta. Y vừa dứt lời, các cường giả phủ tư mệnh bên cạnh y đều bao quanh bên cạnh y. Nhưng quân cận vệ và chấp pháp vệ lại không động đậy. Qua Hàn và Khuất Tấn vẫn cứ im lặng. Tiêu Uyên nhìn Nam Tiêu, hắn là kẻ tiết độc, Nam Chúng Thần Điện đều có quyền bắt giữ, người đâu, lôi đi, ai dám cản lại thì cứ giết. Ba vị cường giả chủ thần bên cạnh gã đều bước ra một bước, lần này không chỉ nhắm vào Diệp Quân, mà còn cả những người Nam Tiêu đang chắn trước mặt Diệp Quân. Họ không có ý định nương tay, khí tức mạnh mẽ như muốn nghiền ép mấy người Nam Tiêu. Dừng tay. Lúc này Khuất Tấn ở một bên bỗng bước ra. Y bước ra, các chấp pháp vệ đằng sau y đều bước lên trước. Qua Hàn nhíu mày, im lặng một lúc rồi cũng bước ra. Tiêu Uyên nhìn Qua Hàn và Khuất Tấn, ánh mắt lạnh như băng, sao thế, cả Nam Chúng Thần Điện đều bảo vệ tên tiết độc này sao? Khuất Tấn không hề yếu thế, Tiêu Thống Lĩnh, ngươi đừng chụp mũ cho ta như thế, trước tiên không nói đến việc Diệp Quân này có phải là kẻ tiết độc hay không, cho dù hắn có là kẻ tiết độc thì cũng phải do Nam Chúng Thần Điện bọn ta xử lý chứ không phải là Trung Chúng Thần Điện các ngươi. Người áo trắng bên cạnh y vốn định ngăn cản nhưng nghe Khuất Tấn nói thế. Ông ta hiểu được ý của Khuất Tấn ngay. Điều mà Khuất Tấn đang suy xét hiện giờ không còn là liệu Diệp Quân có phải là kẻ tiết độc hay không, mà là thể diện của Nam Chúng Thần Điện.
Nếu như lúc này Nam Chúng Thần Điện để cho người của Trung Chúng Thần Điện dẫn Diệp Quân đi thì mặt mũi của Nam Chúng Thần Điện sẽ bị vứt đi đâu. Hơn nữa, nếu lúc này Khuất Tấn chỉ đứng một bên mặc kệ, để một mình Nam Tiêu đối phó với Tiêu Uyên, vậy chẳng phải mọi người sẽ biết nội bộ Nam Chúng Thần Điện bất đồng sao? Nội bộ cạnh tranh đôi khi không thể tránh khỏi việc sẽ dùng vài thủ đoạn hèn hạ, nhưng khi đối phó với bên ngoài, phải đặt lợi ích của Nam Chúng Thần Điện lên hàng đầu, nếu không các vị chủ thần ở trên sẽ không thể tha thứ cho y. Khuất Tấn xòe bàn tay ra, một dấu ấn xuất hiện trong tay y. Ấn chấp pháp. Khuất Tấn sử dụng ấn chấp pháp, một luồng sức mạnh thần đột nhiên lao ra khỏi cơ thể y, khí tức của y lập tức bị ép nâng lên cảnh giới chủ thần. Qua Hàn ở một bên cũng lấy ấn cận vệ của mình ra, sau khi kích hoạt, khí tức của gã cũng tăng lên rất nhanh. Lúc này họ có được sự nhất trí, bất kể Diệp Quân có phải là tiết độc hay không, tóm lại người của Trung Chúng Thần Điện không được phép dẫn Diệp Quân đi. Còn có cường giả của Nam Chúng Thần Điện liên tục lao đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, Quân U cau mày, cô ta không ngờ rằng Nam Chúng Thần Điện lại đoàn kết như vậy. Tiêu Uyên lại bật cười, sao nào? Nam Chúng Thần Điện các ngươi còn muốn giết bọn ta à? Khuất Tấn không cảm xúc, lạnh lùng nói, Tiêu Uyên thống lĩnh, ngươi nói gì vậy? Trung Chúng Thần Điện không chào hỏi một tiếng đã chạy đến Nam Chúng Thần Điện bọn ta để bắt ngươi, bây giờ còn hỏi có phải bọn ta muốn giết các ngươi hay không? Sao thế, Trung Chúng Thần Điện không xem Nam Chúng Thần Điện bọn ta là người à? Tiêu Uyên nhìn chằm chằm Khuất Tấn, nói, Diệp Quân là kẻ tiết độc. Chỉ cần là người của Chúng Thần Điện thì đều có trách nhiệm, cũng có quyền bắt giết hắn, tại sao bọn ta lại vạn giảm tới đây? Còn không phải vì Nam Chúng Thần Điện bao che cho kẻ tiết độc à? Khúc Tấn bật cười lớn, kẻ tiết độc, Tiêu Uyên thống lĩnh, một thương nhân thấp hèn tùy tiện tìm một mình giả dạng mà ngươi cũng tin được sao, thật thú vị. Ai không biết thương nhân này có thù oán với Diệp Quân? Ngươi có đảm bảo cô ta cố tình tìm ai đó để hại người khác không phải là để trả thù cá nhân đó chứ? Quân U nhìn Khuất Tấn, ánh mắt hiện lên tia sát khí. Tiêu Uyên nhìn chằm chằm Khuất Tấn, trong mắt tựa hồ có sát khí, ta cứ nghĩ các ngươi chỉ đơn thuần không biết Diệp Quân là tiết độc, nhưng giờ xem ra không phải như thế, các ngươi biết hắn là tiết độc, nhưng còn muốn bao che cho hắn. Các ngươi muốn phản bội thần minh sao? Câu cuối giống như quả bom nổ chậm, trời đất rung chuyển. Phản bội thần minh. Sắc mặt cường giả Nam Chúng Thần Điện đều thay đổi. Họ không sợ cường giả Trung Chúng Thần Điện, nhưng phản bội thần minh. Khuất Tấn tiến lên một bước, được ấn chấp pháp tiếp sức mạnh, khí tức của y không hề yếu hơn Tiêu Uyên, y tức giận chỉ vào Tiêu Uyên, Tiêu Uyên, ông đây đã gia nhập Chúng Thần Điện từ năm 16 tuổi, dành cả đời để và ra sinh tử với Chúng Thần Điện. Nói rồi y thọc tay phải vào ngực mình, khi duỗi ra, một trái tim vàng đỏ xuất hiện, ngươi mở mắt chó của ngươi ra mà xem, hạt giống thần của ta là màu vàng đỏ. Người lại nói ta phản bội thần minh, địch mợ. Mọi người. Lúc này các cường giả của Nam Chúng Thần Điện đều nổi giận. Họ đều là những tín đồ trung thành nhất của thần minh, cả đời chiến đấu vì thần minh, nhưng bây giờ đám người Trung Chúng Thần Điện lại nói họ phản bội thần minh. Dựa vào đâu mà nói thế? Xung quanh ngày càng có nhiều cường giả Nam Chúng Thần Điện. Sắc mặt của Tiêu Uyên trở nên cực kỳ khó coi. Gã cứ tưởng nhiệm vụ này sẽ rất dễ dàng, nhưng không ngờ thực lực của Diệp Quân mạnh như vậy, kế hoạch ban đầu của gã là đến dẫn Diệp Quân đi, nếu không được thì cứ giết hắn ngay tại chỗ, nhưng thực lực của Diệp Quân hơn cả những gì gã nghĩ. Điều thứ hai gã không ngờ đến là các cường giả Nam Chúng Thần Điện lại dám quang minh chính đại bao che cho Diệp Quân. Nếu đang ở bên ngoài, dĩ nhiên gã sẽ không sợ, nhưng ở đây, những cường giả Nam Chúng Thần Điện trước mặt này có lợi thế hơn. Vì họ có quan ấn của mình, có thể tăng thực lực rất nhiều. Lúc này Qua Hàn nãy giờ vốn vẫn im lặng bỗng bước ra, nhìn Tiêu Uyên nói, Tiêu thống lĩnh, Diệp Quân có phải là tiết độc hay không? Nam Chúng Thần Điện bọn ta sẽ điều tra, nếu hắn là tiết độc thật thì bọn ta sẽ không bao che cho hắn, các ngươi. Mời về cho. Y biết không thể làm mọi chuyện trở nên khó coi. Vẫn phải nhường đối phương một bước, nếu không một khi gặp bế tắc. Vẫn sẽ gây bất lợi cho Nam Chúng Thần Điện, vì hiện tại, rất có khả năng Diệp Quân này là tiết độc thật. Y cũng không ngờ Nam Tiêu này lại lớn gan như thế, dám dẫn một tiết độc về. Tất nhiên việc cấp bách hiện giờ không phải là truy cứu chuyện này mà là phải đoàn kết một lòng trước.
Vấn đề nội bộ thì là của nội bộ, nhưng lúc đối mặt với bên ngoài thì phải đoàn kết. Đi. Tiêu Uyên lại cười nham hiểm. Dĩ nhiên gã sẽ không đi. Đùa à, giờ đã xác định Diệp Quân là kẻ thiết độc, nếu cứ về như thế, thể diện của Trung Chúng Thần Điện của họ để ở đâu? Trước giờ Trung Chúng Thần Điện luôn là bá chủ, sao có thể bị nhục nhã như vậy được? Tiêu Uyên nhìn mấy người Khúc Tấn, chỉ vào Diệp Quân ở đằng xa, hôm nay cho dù hắn không phải là thiết độc, chỉ cần Trung Chúng Thần Điện ta hắn thế thì hắn phải là thế. Nói rồi gã bỗng quay người lại gầm lên, người đây, mở đại đạo thần chiến, gọi người, tiêu diệt chúng cho ta. Một thị vệ đằng sau gã bỗng lấy một lá bùa ra, lá bùa bay lên trời. Ầm. Thời không trên trời nứt ra, một đường hầm thời không màu vàng vạn trượng xuất hiện. Gọi người. Đường hầm thời không vạn trượng màu vàng trải ra, rộng vạn trượng, dài hàng vạn trượng, con đường giống như được làm từ hoàng kim, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ vô cùng chói mắt. Đại lộ thần chiến. Đây là một mệnh khí cực phẩm tiếng tăm lẫy lừng của Trung Chúng Thần Điện, công dụng lớn nhất của nó là liên kết Trung Chúng Thần Điện, có thể dịch chuyển cường giả của Trung Chúng Thần Điện tới bất kỳ nơi nào trên chúng thần vực. Không chỉ như vậy, nó còn có thể gia tăng thực lực của những cường giả được dịch chuyển đó. Sau khi đại lộ chiến thần xuất hiện, từng luồng khí tức khủng bố như thủy triều đột nhiên ùn ùn kéo đến từ phía cuối con đường. Thấy cảnh này, sắc mặt của các cường giả Nam Chúng Thần Điện đều trở lên vô cùng khó coi, người của Trung Chúng Thần Điện hôm nay quyết tâm muốn làm Nam Chúng Thần Điện bọn họ mất mặt. Ầm ầm ầm. Lúc này, bên trong đại lộ thần chiến, từng tiếng bước chân như sấm lần lượt truyền tới. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy ở trong đại lộ thần chiến, một đám cường giả mặc chiến giáp đỏ bạc chỉnh tề bước ra. Tất cả bọn họ đều mặc chiến giáp đỏ bạc, bề mặt chiến giáp nhẵn bóng như gương, toàn thân tỏa ra luồng ánh sáng như ánh trăng, trong tay bọn họ đều cầm một thanh trường thương màu vàng. Ước chừng 129 tên. Tất cả bọn họ thấp nhất cũng là ở cảnh giới thần cấp cao, mà ba người đứng đầu chính là ba cường giả ở cảnh giới chủ thần, khí tức vô cùng cường đại. Quân thần chiến. Một trong những đội quân tinh nhuệ nhất của Trung Chúng Thần Điện, hàng năm chinh chiến ở khắp vũ trụ, sức mạnh chiến đấu vô cùng khủng khiếp, được coi là sự tồn tại vô địch cùng cảnh giới ở thiên hà chúng thần này. Khuất Tấn gắt gao nhìn Tiêu Uyên, sắc mặt tối sầm lại, mà những cường giả Nam Chúng Thần Điện ở bên cạnh gã cũng đã lần lượt nhích lại gần, trong mắt bọn họ không hề có sự sợ hãi, chỉ có lửa giận ngút trời. Hôm nay đám người Trung Chúng Thần Điện này muốn ngồi lên đầu lên cổ của bọn họ ra uy đây mà. Tiêu Uyên tức giận chỉ Diệp Quân, bắt lấy hắn, nếu có người ngăn cản, trực tiếp xem là kẻ báng bổ mà xử lý. Đám quân thần chiến đó không hề do dự, đồng loạt nhìn Diệp Quân, từng luồng chiến ý như tấm lưới mà lan tràn về phía Diệp Quân. Hơn 100 tên cường giả hàng đầu đều phóng ra chiến ý, vậy sẽ khủng khiếp đến mức nào chứ? Hơn nữa, hơn 100 tên quân thần chiến này đều là những kẻ chinh chiến xa trường đã lâu, chiến ý của bọn họ vô cùng ác liệt. Vào khoảnh khắc bọn họ giải phóng chiến ý ra cùng một lúc, tất cả cường giả ở đây đều có cảm giác ngạt thở một cách đáng sợ. Cách đó không xa, Diệp Quân đối mặt với luồng chiến ý khủng khiếp này nhưng trong mắt lại không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào. Hắn bước về phía trước một bước, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay. Trong mắt hắn, sát ý ngưng tụ lại, một luồng kiếm ý tỏa ra xung quanh hắn. Mà đám người Nam Tiêu Khuất Tấn cũng đồng loạt giải phóng khí tức của mình, chuẩn bị tử chiến. Nhưng chính vào lúc này, sáu luồng khí tức đáng sợ đột nhiên cuộn trào qua, cứ như vậy mà cưỡng ép áp chế chiến ý khủng khiếp của hơn 100 người đó. Tiêu Uyên nheo mắt lại, quay đầu nhìn, cách đó không xa, thời không dạn nứt, sáu người từ từ đi tới. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh thẫm, ánh mắt thâm trầm, phong thái ung dung, trên người tỏa ra một luồng khí thế uy áp. Thấy người đàn ông trung niên này, tất cả cường giả Nam Chúng Thần Điện có mặt ở đây đều vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến Thường Vụ Chủ Thần. Thường Vụ Chủ Thần, Trử Lăng. Nam Tiêu cũng cẩn thận hành lễ, đáy mắt y hiện rõ sự lo lắng. Tiêu Uyên nhìn Trử Lăng, trong lòng âm thầm đề phòng. Trử Lăng dẫn theo năm vị chủ thần từ từ đi tới trước mặt Tiêu Uyên, ông ta nhìn Tiêu Uyên, khí thế bức người, ngươi vừa mới nói, cho dù hắn không phải là kẻ báng bổ, ngươi nói hắn là kẻ báng bổ, hắn chính là kẻ báng bổ đúng không?
Mặc dù người ở trước mặt có cấp bậc cao hơn gã, nhưng Tiêu Uyên lại không hề sợ hãi. Gã nhìn Trừ Lăng, Lăng chủ thần, Diệp Quân là kẻ báng bổ, hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 164.